Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 119. Chương 4101. Dĩ nhiên cậu cũng có thể ra tay đánh tôi, chỉ cần cậu có thể yên ổn rời đi thì tôi cũng có thể không truy cứu nữa. Ông ta nói thế khiến mọi người có mặt ở đó đều phẫn nộ. Thật không ngờ trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực lại hèn hạ vô liêm sỉ như thế. Hừ, đúng là nghe mà rợn cả người. Rõ ràng người ta đã thắng rồi mà còn muốn họ đánh thêm một trận nữa, chỉ được phép thua không được thắng. Tôi nghĩ chi bằng trói người ta lại luôn có phải hay hơn không? Mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ. Không ít người bắt đầu thì thầm với nhau đều chỉ trách Trần Thiên Cổ. Nhưng Vương Vũ đã hoàn toàn hồi phục như lúc đầu, nào có quản được nhiều như thế. Hắn chắp hai tay sau lưng, đắc ý đến gần Tiêu Chính Văn cười mỉa nói, hừ, tên họ Tiêu. Anh có nằm mơ cũng không ngờ chứ gì. Anh nghĩ có thể đánh được tôi là giỏi lắm sao? Nói cho anh biết dù anh có sức chiến đấu kinh thiên động địa cỡ nào thì cũng không thể đắc ý khoe khoang, phải biết núi cao còn có núi cao hơn khi ở trên địa bàn của Thiên Cung Bắc Cực. Với thân phận của tôi muốn giết anh chỉ có thể giơ cổ ra để tôi chém. Ngay cả phản kháng đều là tội không thể tha thứ. Lúc này Vương Vũ đã không còn kiêng dè gì nữa. Hoặc có thể nói là không cần mặt mũi gì nữa. Suy cho cùng dù so về sức chiến đấu, tài năng hay khả năng lĩnh hội, hắn cứ nghĩ có thể bỏ xa Tiêu Chính Văn vài con phố nhưng sự thật chứng minh hắn còn chẳng có tư cách so với Tiêu Chính Văn. Ngoài thực lực ra, hắn cũng chỉ có thể chèn ép Tiêu Chính Văn bằng thân phận và lai lịch. Ít nhất về điểm này Vương Vũ có 100% chắc chắn có thể nghiền ép Tiêu Chính Văn. Hơn nữa bây giờ hắn nào còn mặt mũi gì nữa. Vừa lúc nãy bị Tiêu Chính Văn đánh như một con chó chết, thể diện của hắn đã mất sạch rồi. Cũng may phía sau hắn còn có trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực Trần Thiên Cổ này, hơn nữa Cao Vũ không chỉ là đệ tử của Trần Thiên Cổ mà còn là cháu ngoại ruột của ông ta. Tiêu Chính Văn vừa đến Thiên Cung Bắc Cực đã đắc tội với người không nên đắc tội, có thể nói kết cục hôm nay của anh ta đã xác định rồi. Huống gì sau này bộ phận Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô đều do Vương Vũ hắn quản lý. Dù là vì thể diện thì Trần Thiên Cổ cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh hơn người, còn có thể một mình chống lại cả Thiên Cung Bắc Cực sao? Thế nên Vương Vũ mới dám ngông cuồng như ban đầu. Còn người khác bàn luận về hắn thế nào, Vương Vũ đã không quan tâm nhiều đến thế nữa rồi, dù sao ra mặt cũng đã vứt sạch, điều hắn muốn hôm nay là khiến Tiêu Chính Văn chết không toàn thây. Hơn nữa hôm nay hắn muốn giày vò Tiêu Chính Văn đến chết. Để Tiêu Chính Văn cũng bị mình đạp dưới chân như con chó. Nghe Vương Vũ nói thế, rất nhiều người không khỏi nhíu mày. Dù sao những người ở đây không phải đều là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, còn có không ít đệ tử gia tộc từ bên ngoài đến ở nhờ trong Thiên Cung Bắc Cực. Người Thiên Cung Bắc Cực có thể không cần thể diện nhưng người ta sẽ không mặt dày như chúng. Vương Vũ, anh làm thế có hơi quá đáng không? Chương 4102 mặt dày cũng phải có hạn chứ. Anh đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Xem ra Trần Thiên Cổ cũng chỉ như thế thôi, không chừng ông ta còn thừa kế huyết thống của nhà họ Khổng, nếu không cũng sẽ không mặt dày như thế. Thoáng chốc xung quanh đều là tiếng bàn luận, thậm chí có vài người đã không còn thì thầm nữa mà lớn tiếng nói thẳng. Ai có ý kiến có thể bước ra, không cần trốn tránh, Trần Thiên Cổ sầm mặt, ánh mắt hung hăng nhìn mọi người xung quanh nói. Dù sao nơi này vẫn là Thiên Cung Bắc Cực. Ai dám đắc tội với Trần Thiên Cổ? Ông ta vừa dứt lời, mọi người lập tức im phăng phắc. Tiêu Chính Văn, tôi thấy chỉ bằng anh quỳ xuống xin lỗi sư huynh Vương đi, lúc này Nguyệt Nhu cũng bước ra. Cô ta vừa xen lời vào như thế, mọi người lại nhíu mày, suy cho cùng thân phận của Nguyệt Nhu hơi đặc biệt, có thể nói lời nói của cô ta đại diện cho ý tứ của thành chủ. Nếu Tiêu Chính Văn tiếp tục kiên trì thì anh không chỉ đắc tội với Thiên Cung Bắc Cực mà còn đắc tội với cả thành Thiên Đô. Thế nên không ít người đều nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chính Văn. Nhẫn nhịn một chút gió lặng sóng yên, quay đầu là bờ, không có gì quan trọng hơn tính mạng. Dù có dập đầu cũng tốt hơn mất đầu chứ đừng nói là quỳ xuống. Cô là cái thá gì? Đến lượt cô xen mồm vào sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh vừa nói thế. Ngay cả Nguyệt Nhu cũng nổi giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, tôi là cái thá gì ư? Tôi là thánh nữ của thành Thiên Đô. Bây giờ tôi lấy thân phận của thành chủ của thành Thiên Đô ra lệnh cho anh, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi với Vương Vũ.
Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên lạnh lùng nói, Nguyệt Nhu, e là cô cũng không thể ra uy ép buộc với thân phận thánh nữ thành Thiên Đô đâu. Truyền lệnh của bà, bắt đầu từ hôm nay cô bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ, cắt hết mọi danh xưng của cô. Vừa dứt lời, Tử Doanh đã xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Cô nói bậy bạ, Nguyệt Nhu ngạc nhiên thốt lên. Nguyệt Nhu, kể từ hôm nay, cô không còn là thánh nữ nữa, nghe rõ chưa? Tử Doanh cười khẩy nói. Cô nói bậy, chắc chắn là cô làm giả lệnh của bà, cô đợi đấy cho tôi, xem tôi gặp được bà thì sẽ bảo bà ấy giết chết người hèn hạ là cô. Nói rồi Nguyệt Nhi bay ra về hướng phủ thành chủ. Có thể nói mọi thứ của Nguyệt Nhu đều nhờ vào thân phận thánh nữ ban cho, nếu mất đi thân phận thánh nữ thì cô ta mất hết tất cả. Trần Thiên Cổ ở bên cạnh cũng nhíu mày, sau đó sải bước về phía trước nói với Tiêu Chính Văn, nói đi, cậu có phục không? Chương 4103 đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ xa truyền đến. Tiền bối Thiên Tinh, mọi người cùng chắp tay vái chào ông lão Thiên Tinh. Sư huynh, Trần Thiên Cổ cũng tiến lên cúi chào. Vương Vũ lúc này càng thêm đắc ý, chỗ dựa vững chắc của hắn đã tới. Ông lão Thiên Tinh là một vị đại đế hàng thật giá thật. Hơn nữa chỉ còn cách đế quân chỉ một bước. Tiền bối Thiên Tinh, tôi đang muốn đuổi tên này ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ cũng tiến lên, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Cái gì, cậu muốn đuổi cậu ấy ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực ư? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày, nhìn Vương Vũ. Đúng vậy, người này phá vỡ quy tắc của Thiên Cung Bắc Cực, hơn nữa còn hủy hoại thể diện của chúng ta, không nên để hắn ở lại đây nữa, Vương Vũ vội vàng nói. Lùi một bước biển rộng trời cao, ông lão Thiên Tinh suy tư một lúc rồi nói. Tiền bối Thiên Tinh, tên này cực kỳ đáng ghét, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Vương Vũ không nhượng bộ nói. Ồ, cậu thật sự muốn vậy sao? Ông lão Thiên Tinh càng nhíu chặt mày hơn. Đúng vậy, có hắn thì không có tôi thì không có hắn, Vương Vũ kiên quyết nói. Hắn tin rằng ông lão Thiên Tinh và Trần Thiên Cổ luôn coi trọng hắn, hơn nữa, hôm nay, hắn đã đột phá lên cao thủ đế cảnh. Cho dù Tiêu Chính Văn có thể đánh bại hắn, nhưng dù sao cũng không phải cao thủ đế cảnh, không thể so sánh với hắn. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, hắn vô cùng có giá trị, Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ lang bạt mà thôi. Một câu nói của hắn cũng có thể khiến ông lão Thiên Tinh quyết định tất cả. Nếu đã vậy thì làm theo ý cậu đi. Thiên Tinh bất giác thở dài. Đa tạ tiền bối Thiên Tinh, nghe vậy, Vương Vũ vô cùng vui vẻ. Chỉ cần đuổi được Tiêu Chính Văn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, sau đó, hắn muốn xử lý Tiêu Chính Văn như thế nào cũng được. Thôi được, làm theo lời cậu nói. Rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đi, ông lão Thiên Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Vũ quay sang chế nhạo Tiêu Chính Văn, còn không mau cút đi. Ý của tôi là bảo cậu cút ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Sắc mặt ông lão Thiên Tinh trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vương Vũ. Cái gì? Vương Vũ sững sờ tại chỗ, nói với vẻ khó hiểu, tiền bối Thiên Tinh, chẳng phải ông nói sẽ giao chi nhánh của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô cho tôi sao? Ông! Chương 4104 Sư Huynh, Vương Vũ là người mà hai chúng ta dốc sức dạy bảo, còn tên Tiêu Chính Văn kia chỉ là người qua đường mà thôi, cho dù cậu ta có tư chất hơn người thì cũng không phải là người của Thiên Cung Bắc Cực. Vì người ngoài mà đuổi Vương Vũ đi thật không thích hợp. Trần Thiên Cổ vội vàng thuyết phục. Người đâu, mau đuổi Vương Vũ ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, vĩnh viễn không cho vào, ông lão Thiên Tinh không thèm để tâm đến lời Trần Thiên Cổ, nói với mấy đệ tử chấp pháp phía sau. Sư huynh, ông có ý gì? Cho dù Vương Vũ không bằng Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao cũng là người Thiên Cung Bắc Cực chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm, sao có thể đuổi đi vì người ngoài được? Trần Thiên Cổ cũng rất sốt ruột, hét lớn với ông lão Thiên Tinh. Ông muốn làm gì? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Cổ. Tôi đã nói rồi, nếu ông thật sự vì người ngoài mà đuổi Vương Vũ đi thì tôi cũng sẽ rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Trần Thiên Cổ lạnh lùng uy hiếp. Thiên Cung Bắc Cực chỉ có 4 trưởng lão, nếu Trần Thiên Cổ đi thì thực lực của Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ suy yếu đi rất nhiều. Cho dù là ai thì cũng không thể vì người ngoài mà làm suy yếu đi thực lực của chính mình. Ông ta cũng biết rõ điều này, cho nên mới dám nói ra như vậy. Lúc mọi người còn chưa kịp định thần lại,
ông lão thiên tinh đã bình tĩnh nói, vậy ông cùng Vương Vũ cút ra khỏi thiên cung Bắc Cực đi. Cái gì? Thái độ của ông lão thiên tinh rất rõ ràng, ngay cả Trần Thiên Cổ cũng bị ông ta đuổi đi. Lúc này, ngay cả những người xung quanh cũng chết lặng. Sư huynh, lẽ nào ngay cả tôi và Vương Vũ cộng lại cũng không bằng một tên Tiêu Chính Văn sao? Trần Thiên Cổ sững sờ. Ông, hừ, đừng nói là ông, mà ngay cả vận mệnh của Thiên Cung Bắc Cực đều có liên quan đến cậu ấy. Tôi phải thừa nhận rằng việc đuổi hai người ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực thực sự sẽ làm giảm sức chiến đấu của Thiên Cung Bắc Cực, nhưng như vậy còn tốt hơn là không còn Thiên Cung Bắc Cực nữa. Thiên Tinh nói xong liền phất tay áo, lạnh lùng nói cút. Một luồng sức mạnh vô song đẩy Trần Thiên Cổ và Vương Vũ ra đến cửa núi. Còn ông lão Thiên Tinh cũng rời đi. Không nói một lời nào nữa. Lúc này, mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, Lý Tử Dương nuốt nước bọt, bước lên trước, kéo Tiêu Chính Văn nói, anh rốt cuộc là ai? Thiên Tinh vì Tiêu Chính Văn mà đuổi Trần Thiên Cổ và Vương Vũ ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, chứng tỏ Tiêu Chính Văn có thân phận không tầm thường. Lúc này, rất nhiều đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng hoàn hồn lại. Bây giờ bọn họ mới biết e rằng không chỉ Vương Vũ và Trần Thiên Cổ bị đuổi đi vì Tiêu Chính Văn. Chương 4105 mà ngay cả Thánh Nữ Nguyệt Nhu cũng bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ vì Tiêu Chính Văn. Như vậy có nghĩa là thân phận của Tiêu Chính Văn không hề đơn giản. Cộng thêm sức chiến đấu đáng sợ của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, không thể đắc tội với người trước mặt. Anh Tiêu, lúc nãy, chúng tôi sai rồi, mong anh rộng lượng tha cho chúng tôi. Mong anh Tiêu lượng thứ. Chúng tôi cũng vì bị Vương Vũ ép cho nên mới nói ra những lời như vậy, mong anh đừng trách. Lúc này, đám đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực lần lượt vây lại chắp tay xin lỗi Tiêu Chính Văn. Lý Tử Dương sững sờ, người bạn cùng phòng này của mình rốt cuộc là ai? Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương đứng ở cửa nhìn nhau cười đau khổ. Hai, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi, Tư Mã Huy thở dài, bất lực nói. Vốn dĩ bọn họ định tìm cơ hội trả thù Tiêu Chính Văn, dù sao Thiên Cung Bắc Cực cũng nằm dưới phe cách của nhà họ Khổng, bọn họ muốn bắt Tiêu Chính Văn cũng dễ dàng. Nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ đó. Chưa nói đến cái khác, chỉ tính riêng về sức chiến đấu, Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới nhân hoàng, nhưng lại có thể đánh bại cao thủ đế cảnh bằng một chiêu. Chỉ riêng điểm này cũng khiến bọn họ không dám còn hy vọng báo thù nào nữa. Ông Khổng, ông nghĩ chúng ta, Tư Mã Huy quay đầu nhìn Khổng Thế Phương. Còn có thể làm gì nữa, chờ đợi thêm đã, Khổng Thế Phương nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ xa truyền đến. Tiền bối Thiên Tinh, mọi người cùng chắp tay vái chào ông lão Thiên Tinh. Sư huynh, Trần Thiên Cổ cũng tiến lên cúi chào. Vương Vũ lúc này càng thêm đắc ý. Chỗ dựa vững chắc của hắn đã tới. Ông lão Thiên Tinh là một vị đại đế hàng thật giá thật. Hơn nữa chỉ còn cách đế quân chỉ một bước. Tiền bối Thiên Tinh, tôi đang muốn đuổi tên này ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ cũng tiến lên, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Cái gì, cậu muốn đuổi cậu ấy ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực ư? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày, nhìn Vương Vũ. Đúng vậy, người này phá vỡ quy tắc của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa còn hủy hoại thể diện của chúng ta, không nên để hắn ở lại đây nữa, Vương Vũ vội vàng nói. Lùi một bước biển rộng trời cao, ông lão Thiên Tinh suy tư một lúc rồi nói. Tiền bối Thiên Tinh, tên này cực kỳ đáng ghét, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Vương Vũ không nhượng bộ nói. Ồ, cậu thật sự muốn vậy sao, ông lão Thiên Tinh càng nhíu chặt mày hơn. Đúng vậy, có hắn thì không có tôi. Có tôi thì không có hắn, Vương Vũ kiên quyết nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4106 hắn tin rằng ông lão Thiên Tinh và Trần Thiên Cổ luôn coi trọng hắn, hơn nữa, hôm nay, hắn đã đột phá lên cao thủ đế cảnh. Cho dù Tiêu Chính Văn có thể đánh bại hắn, nhưng dù sao cũng không phải cao thủ đế cảnh, không thể so sánh với hắn. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, hắn vô cùng có giá trị. Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ lang bạt mà thôi. Một câu nói của hắn cũng có thể khiến ông lão Thiên Tinh quyết định tất cả. Nếu đã vậy thì làm theo ý cậu đi. Thiên Tinh bất giác thở dài.
Đa tạ tiền bối Thiên Tinh, nghe vậy, Vương Vũ vô cùng vui vẻ. Chỉ cần đuổi được Tiêu Chính Văn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, sau đó, hắn muốn xử lý Tiêu Chính Văn như thế nào cũng được. Thôi được, làm theo lời cậu nói, rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đi, ông lão Thiên Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Vũ quay sang chế nhạo Tiêu Chính Văn, còn không mau cút đi. Ý của tôi là bảo cậu cút ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Sắc mặt ông lão Thiên Tinh trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vương Vũ. Cái gì? Vương Vũ sững sờ tại chỗ, nói với vẻ khó hiểu, tiền bối Thiên Tinh, chẳng phải ông nói sẽ giao chi nhánh của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô cho tôi sao? Ông, sư huynh, Vương Vũ là người mà hai chúng ta dốc sức dạy bảo, còn tên Tiêu Chính Văn kia chỉ là người qua đường mà thôi, cho dù cậu ta có tư chất hơn người thì cũng không phải là người của Thiên Cung Bắc Cực. Vì người ngoài mà đuổi Vương Vũ đi thật không thích hợp. Trần Thiên Cổ vội vàng thuyết phục. Người đâu? Mau đuổi Vương Vũ ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, vĩnh viễn không cho vào, ông lão Thiên Tinh không thèm để tâm đến lời Trần Thiên Cổ, nói với mấy đệ tử chấp pháp phía sau. Sư huynh, ông có ý gì? Cho dù Vương Vũ không bằng Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao cũng là người Thiên Cung Bắc Cực chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm, sao có thể đuổi đi vì người ngoài được? Trần Thiên Cổ cũng rất sốt ruột, hét lớn với ông lão Thiên Tinh. Ông muốn làm gì? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày. Lạnh lùng nhìn Trần Thiên Cổ. Tôi đã nói rồi, nếu ông thật sự vì người ngoài mà đuổi Vương Vũ đi thì tôi cũng sẽ rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Trần Thiên Cổ lạnh lùng uy hiếp. Thiên Cung Bắc Cực chỉ có 4 trưởng lão, nếu Trần Thiên Cổ đi thì thực lực của Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ suy yếu đi rất nhiều. Cho dù là ai thì cũng không thể vì người ngoài mà làm suy yếu đi thực lực của chính mình. Ông ta cũng biết rõ điều này, cho nên mới dám nói ra như vậy. Lúc mọi người còn chưa kịp định thần lại, ông lão Thiên Tinh đã bình tĩnh nói, vậy ông cùng Vương Vũ cút ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực đi. Chương 4107 cái gì? Thái độ của ông lão Thiên Tinh rất rõ ràng, ngay cả Trần Thiên Cổ cũng bị ông ta đuổi đi. Lúc này, ngay cả những người xung quanh cũng chết lặng. Sư huynh, lẽ nào ngay cả tôi và Vương Vũ cộng lại cũng không bằng một tên Tiêu Chính Văn sao? Trần Thiên Cổ sững sờ. Ông, hừ. Đừng nói là ông, mà ngay cả vận mệnh của Thiên Cung Bắc Cực đều có liên quan đến cậu ấy. Tôi phải thừa nhận rằng việc đuổi hai người ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực thực sự sẽ làm giảm sức chiến đấu của Thiên Cung Bắc Cực, nhưng như vậy còn tốt hơn là không còn Thiên Cung Bắc Cực nữa. Thiên Tinh nói xong liền phất tay áo, lạnh lùng nói cút. Một luồng sức mạnh vô song đẩy Trần Thiên Cổ và Vương Vũ ra đến cửa núi. Còn ông lão Thiên Tinh cũng rời đi. Không nói một lời nào nữa. Lúc này, mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, Lý Tử Dương nuốt nước bọt, bước lên trước, kéo Tiêu Chính Văn nói, anh rốt cuộc là ai? Thiên Tinh vì Tiêu Chính Văn mà đuổi Trần Thiên Cổ và Vương Vũ ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, chứng tỏ Tiêu Chính Văn có thân phận không tầm thường. Lúc này, rất nhiều đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng hoàn hồn lại. Bây giờ bọn họ mới biết e rằng không chỉ Vương Vũ và Trần Thiên Cổ bị đuổi đi vì Tiêu Chính Văn. Mà ngay cả thánh nữ Nguyệt Nhu cũng bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ vì Tiêu Chính Văn. Như vậy có nghĩa là thân phận của Tiêu Chính Văn không hề đơn giản. Cộng thêm sức chiến đấu đáng sợ của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, không thể đắc tội với người trước mặt. Anh Tiêu, lúc nãy, chúng tôi sai rồi, mong anh rộng lượng tha cho chúng tôi. Mong anh Tiêu lượng thứ, chúng tôi cũng vì bị Vương Vũ ép cho nên mới nói ra những lời như vậy, mong anh đừng trách. Lúc này, đám đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực lần lượt vây lại chắp tay xin lỗi Tiêu Chính Văn. Lý Tử Dương sững sờ, người bạn cùng phòng này của mình rốt cuộc là ai? Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương đứng ở cửa nhìn nhau cười đau khổ. Hai, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi, Tư Mã Huy thở dài, bất lực nói. Vốn dĩ bọn họ định tìm cơ hội trả thù Tiêu Chính Văn, dù sao Thiên Cung Bắc Cực cũng nằm dưới phe cách của nhà họ Khổng. Bọn họ muốn bắt Tiêu Chính Văn cũng dễ dàng. Nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ đó. Chưa nói đến cái khác, chỉ tính riêng về sức chiến đấu, Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới nhân hoàng, nhưng lại có thể đánh bại cao thủ đế cảnh bằng một chiêu. Chỉ riêng điểm này cũng khiến bọn họ không dám còn hy vọng báo thù nào nữa. Ông Khổng, ông nghĩ chúng ta, Tư Mã Huy quay đầu nhìn Khổng Thế Phương. Còn có thể làm gì nữa?
Chờ đợi thêm đã, Khổng Thế Phương nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Chương 4108 sức chiến đấu và thân phận của Tiêu Chính Văn bây giờ đã không còn là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện khiêu khích nữa. Ít nhất, trước khi người nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã can thiệp vào, bọn họ không thể khiêu chiến với Tiêu Chính Văn được. Mặt khác, Nguyệt Nhu đã về đến cổng của phủ thành chủ. Nhưng chưa kịp bước vào, cô ta đã bị mấy đệ tử chặn lại ở cửa. Nguyệt Nhu, xin dừng bước, hai tên đệ tử canh cửa lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhu, nếu là bình thường, bọn họ đều sẽ chắp tay chào Nguyệt Nhu, gọi một tiếng thánh nữ. Nhưng hôm nay, thái độ của bọn họ vô cùng dửng dưng. Các người định làm phản à, còn không mau tránh ra để tôi vào trong, Nguyệt Nhu bước lên định xông vào trong. To gan, xông vào phủ thành chủ là tội chết, vừa dứt lời, hai tên đệ tử ở cửa đã rút kiếm ra. Hỗn láo, tôi là thánh nữ của thành Thiên Đô, các người lại dám rút kiếm trước mặt tôi, Nguyệt Nhu kinh ngạc nói. Hừ, thánh nữ ư, một tiếng trước, cô vẫn là thánh nữ, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Đừng ép chúng tôi ra tay với cô, chúng ta là người đồng môn, tốt nhất đừng làm ầm ĩ, nếu không, hôm nay e rằng cô không thể sống sót rời khỏi đây đâu, một đệ tử khác cầm kiếm, lạnh lùng nói. Tại sao? Cho đến tận bây giờ, Nguyệt Nhu vẫn vô cùng bối rối. Lúc nãy mọi chuyện đều vẫn tốt đẹp, tại sao trong nháy mắt, cô ta đã mất đi tất cả? Nguyệt Nhu, có một số người cô không thể đắc tội. Cho dù cô là thánh nữ, nhưng so với vận mệnh của thành Thiên Đô, cô cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Một đệ tử canh cửa chế nhạo. Tôi thật sự không đắc tội với ai. Nguyệt Nhu hét lớn. Cô ta không thể hiểu mình đã đắc tội với ai. Cô ta hoàn toàn không có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn trong thành Thiên Đô. Trong thế hệ trẻ, dù là Vương Vũ hay là Mạnh Phi Vũ, cô ta đều có hết sức làm bọn họ hài lòng, thậm chí, vì để lấy lòng nhà họ Mạnh, tháng trước, cô ta còn tắm huyên ương với Mạnh Phi Vũ. Sao có thể đắc tội với những người này được? Hơn nữa, mặc dù Vương Vũ luôn âm thầm theo đuổi cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn che giấu mối quan hệ giữa cô ta và Mạnh Phi Vũ. Vương Vũ không hề biết gì cả. Hai, cô thật đáng thương, ngay cả bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ vì ai cũng không biết sao, một đệ tử gác cổng chế nhạo. Chương 4109 vì ai, Vương Vũ ngẩng đầu hỏi. Tiêu Chính Văn, một đệ tử gác cổng khác lạnh lùng nói. Cái gì, nghe thấy cái tên này, Nguyệt Nhu đột nhiên bốc hỏa. Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Thanh Liên đuổi cô ta ra khỏi phủ thành chủ chỉ vì đắc tội với Tiêu Chính Văn ư. Bà già đáng chết, lẽ nào bà ta già đến mức hồ đồ rồi sao? Nguyệt Nhu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hét thẳng vào trong phủ thành chủ. Bà già đáng chết, đắc tội với Tiêu Chính Văn thì sao? Bà ta dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi phủ thành chủ? Tên Tiêu Chính Văn chết tiệt, nếu tôi, bộp, cô ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ăn một cái tát thật mạnh. Cái tát này khiến Nguyệt Nhu bay ra xa 8 mét, ngay cả miệng cũng bị xé rách. Nền gạch trước cổng phủ thành chủ đều bị cô ta đập vỡ thành một cái hố lớn. Sau khi ăn tát, Nguyệt Nhu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Xem ra bản thân bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ quả thực có liên quan trực tiếp đến Tiêu Chính Văn. Lúc nãy cô ta mắng chửi Thanh Liên đều không bị đánh. Nhưng vừa đắc đến tên Tiêu Chính Văn, đã bị ăn một cái bạt tai. Nguyệt Nhu khóc nức nở, che đi khuôn mặt sưng tấy của mình, ngây người nhìn vào phủ thành chủ một lúc rồi mới thẫn thờ quay người bước đi. Cô ta vốn định quay lại Thiên Cung Bắc Cực tìm Vương Vũ, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể ở lại thành Thiên Đô nếu không có thế lực lớn chống lưng. Nhưng vừa bước tới cổng Thiên Cung Bắc Cực, cô ta đã bị đệ tử canh cổng chặn lại. Các người muốn làm gì? Tôi đến gặp Vương Vũ, Nguyệt Nhu kinh ngạc nói. Thật xin lỗi, Vương Vũ đã bị đuổi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực rồi, hơn nữa, thật trùng hợp, từ ngày hôm nay, cô cũng không thể bước vào Thiên Cung Bắc Cực nửa bước. Còn nữa, sư huynh trong chấp pháp đường nhờ tôi chuyển đến cô một câu. Đệ tử gác cổng giễu cợt. Nói gì, Nguyệt Nhu thất thần nhìn đệ tử gác cổng. Cút, đệ tử gác cổng cố ý nói thật chậm, sau đó cười lớn. Nguyệt Nhu choáng váng, mất đi sự bảo vệ của phủ thành chủ. Lại bị Thiên Cung Bắc Cực không cho vào, cô ta biết rằng tương lai của mình đã bị hủy hoại. Lúc này,
Vương Vũ và Trần Thiên Cổ cũng đang đi bộ trên đường ở thành Thiên Đô trong sự tuyệt vọng. Chương 4110 lúc trước bọn họ có thể huênh hoang khắp nơi vì có thế lực lớn sau lưng. Bây giờ, tin tức bọn họ bị đuổi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực đã lan truyền khắp nơi, ai còn nể mặt bọn họ nữa. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tiêu Chính Văn, cứ chờ xem. Vương Vũ siết chặt nắm đấm. Đều tại Tiêu Chính Văn khiến bọn họ mất hết danh tiếng, chịu sỉ nhục, còn bị đuổi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Tình cảnh của Trần Thiên Cổ cũng không khá hơn là bao. Dù là trưởng lão, nhưng cuối cùng vẫn bị sư huynh của mình đuổi ra ngoài trước mặt mọi người. Hai người bọn họ cùng đến phòng bao của một quán rượu. Lúc này, Mạnh Phi Vũ đã đợi ở đó từ trước. Thậm chí, Mạnh Phi Vũ còn hẹn Lưu Trường An và một vài người của Tề Thiên Thư Viện. Dù sao bọn họ cũng cần có một nơi để ở. Ở một nơi như thành Thiên Đô, nếu không có lai lịch, e rằng không thể sống nổi một ngày. Hai người vừa đến cửa phòng bao đã đụng phải một chàng thanh niên mặc đồ đen. Trần Thiên Cổ vốn đã nóng vội, bây giờ ngay cả một tên nhân viên cũng dám đâm vào ông ta. Người kia còn chưa kịp mở miệng, Trần Thiên Cổ đã tức giận quát lớn, cút ra. Ông tuổi này rồi mà ngay cả một câu tử tế cũng không biết nói sao, chàng thanh niên kia nhìn Trần Thiên Cổ với vẻ mặt không vui. Cùng lúc này, từ phía sau chàng thanh niên, một vài người khác cũng đi tới. Ngăn chàng thanh niên lại, nói, thôi bỏ đi, cãi nhau với một ông già làm gì, đi thôi, về uống rượu. Đám thanh niên vừa quay đi, sắc mặt của Trần Thiên Cổ chợt xa sầm lại. Cho dù bây giờ ông ta không còn là trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực nữa thì không phải ai cũng có thể sỉ nhục ông ta. Dầm, trong giây tiếp theo, Trần Thiên Cổ ra tay đánh bay mấy thanh niên ra ngoài. Chúng ta đi, Trần Thiên Cổ không thèm nhìn đám người kia, bước nhanh vào trong phòng bao. Nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng của kiếm. Trong chớp mắt, Trần Thiên Cổ vừa ngồi xuống đã bị chém thành hai mảnh. Máu bắn tung tóe khắp người Vương Vũ, Mạnh Phi Vũ bên cạnh và Nguyệt Nhu vừa đến cũng sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi nhễ nhại như mưa. Tiêu Chính Văn không hề bận tâm tới nhát kiếm kinh thiên động địa kia mà lúc này anh đã đi tới ngọn núi phía sau Thiên Cung Bắc Cực cùng với ông Lão Thiên Tinh. Du ngoạn tuyệt đỉnh. Ông Lão Thiên Tinh sải bước đi tới trên một bệ vuông của đỉnh núi, chỉ vào cái ghế đá bên cạnh, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, mời ngồi. Chương 4111 lúc này, trên chiếc bàn đá trên bệ vuông đã bày biện sẵn trà thơm từ lâu, bên trong lư hương bên cạnh còn nghi ngút hương đàn hương trầm ấm. Ông Lão Thiên Tinh và Tiêu Chính Văn ngồi đối diện nhau, chỉ là hai người còn chưa nói được mấy câu thì trên bầu trời lại bộc phát ánh hào quang cao vạn trượng. Bóng dáng cao lớn của Mạnh Hồng Nho bao trùm lấy bầu trời. Mà lúc này, bên trong quán rượu, Trần Thiên Cổ đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu, mãi tới lúc chết, ông ta vẫn trợn trừng hai mắt không dám tin. Mấy người Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ bên cạnh đã sợ tới độ trợn mắt líu lưỡi. Thậm chí ngay cả việc nhát kiếm này từ hướng nào tới bọn họ cũng không nhìn rõ. Hơn nữa, xung quanh căn bản không có khí thức của cao thủ. Thậm chí mãi tới khi Trần Thiên Cổ chết ngay trước mặt bọn họ thì bọn họ vẫn đang ở trong trạng thái đờ đẫn. Không được phép khinh thường uy lực của thiên tiên. Vào lúc mọi người vẫn đang chấn kinh, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm phẫn nộ. Âm thanh này nháy mắt đã chấn động cả thành Thiên Đô. Thiên tiên, chỉ có mấy người ở vùng ngoài vũ trụ mới tự cho mình là thiên tiên, lẽ nào là cao thủ vùng ngoài vũ trụ đã tiến vào trong đông vực rồi. Mặc dù bên phía thành Thiên Đô không nhận được bất cứ thông tin gì về chuyện này, thế nhưng bên phía nhà họ Khổng và đế vương các thì không thể không nhận được tin đồn. Có điều, vẫn luôn không có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài, chuyện này đã đủ để thấy đối phương kín tiếng tới độ nào rồi. Cũng chính vì vậy mà không một ai ngờ được cao thủ vùng ngoài vũ trụ lại công khai ra tay, còn giết chết Trần Thiên Cổ chỉ với một nhát kiếm. Nhát kiếm này có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi sự nhận biết của tất cả mọi người ở thành Thiên Đô về trận pháp. Trải dài thiên lý, chỉ một nhát kiếm đã giết chết cao thủ đế cảnh ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả cơ hội né tránh cũng không có nốt. Lúc này dù là Mạnh Phi Vũ, Nguyệt Nhu hay là người tự cho mình là thiên tài số một Vương Vũ thì đều trợn mắt há mồm. Vương Vũ lau mồ hôi lạnh, lúc này mới chú ý tới việc trên người hắn còn bị bắn đầy máu. Lúc này... Bọn họ mới hiểu ra có một số người, dù thoạt nhìn rất bình thường nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện chọc vào. Tiêu Chính Văn chính là một ví dụ,
mà mấy nam thanh niên kia thì càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn. Lúc này, trên ngọn núi phía sau Thiên Cung Bắc Cực, ông Lão Thiên Tinh không khỏi ngơ ngác, dường như cảm nhận được khí tức của Trần Thiên Cổ đã dần tan biến hoàn toàn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười cay đắng. Trần Thiên Cổ nói thế nào thì cũng là sư đệ ruột của ông ta, mà lúc này, ông ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Thiên Cổ bị giết, căn bản chẳng thể làm gì được. Chương 4112 hoặc là nói, ngay cả ông ta cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện này. Một nhát kiếm đơn giản như vậy, chỉ trong nháy mắt đã lấn át chuyện Tiêu Chính Văn đánh bại Vương Vũ khi trước. Không ít người lại dồn sự chú ý về phía Trần Thiên Cổ. Nhát kiếm này rõ ràng có thể gọi là thần tích, lẽ nào đây chính là thực lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ? Cách xa ngàn dặm, một kiếm giết chết, đây mới là sự truy sát vạn dặm thực thụ. Ôi, e rằng loạn thế sắp tới rồi, không chỉ là vùng ngoài lãnh thổ, ngay cả cao thủ của vùng ngoài vũ trụ cũng sẽ tham gia vào. Không ít người đều đang bàn tán sôi nổi, thế nhưng dù là đệ tử của các thế lực lớn hay là thế tử của các thế gia thì trên mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ buồn rầu. Loạn thế là kết quả mà con cháu của các thế gia không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì loạn thế không chỉ đại diện cho việc sự cân bằng của thế lực khi trước sắp sửa bị phá vỡ. Thậm chí rất nhiều thế lực sẽ bị diệt vong cùng với loạn thế. Ôi, không ngờ là cường giả đế cảnh từng thống trị một phương, hiện tại xem ra lại chẳng thể đỡ nổi một đòn. Nếu như ngay cả cường giả đế cảnh cũng chỉ là bia đỡ đạn, khi loạn thế sắp sửa diễn ra, cả đông vực, hoặc là cả vùng ngoài lãnh thổ sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót từ trong cõi chết. Ông Lão Thiên Tinh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Ban nãy chính là cao thủ vùng ngoài vũ trụ giết chết Trần Thiên Cổ sao, Tiêu Chính Văn nói rồi khẽ nhấp một ngụm trà thơm, ánh mắt không chút gợn sóng. Không sai, ông Lão Thiên Tinh nặng nề gật đầu. Loại thủ đoạn này, vào 1000 năm trước lúc ông ta đi theo sư tôn của mình đã tận mắt chứng kiến ở trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng loại thủ đoạn có thể gọi là thần tích này chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn công kích bình thường nhất của cao thủ vùng ngoài vũ trụ mà thôi. Ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, ông ta còn từng tận mắt chứng kiến một ngôi sao bị một người đàn ông mặc đồ trắng chỉ điểm cho nổ tung. So với cái đó thì nhát kiếm giết chết Trần Thiên Cổ căn bản chẳng đáng là gì. Thật ra vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn chống lại sự xâm nhập của cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Thành chủ Thanh Liên muốn giao hết vận khí của Thành Thiên Đô cho cậu chính là vì hy vọng cậu có thể tập hợp được vận khí vào trong cơ thể. Vào lúc chiến trường vùng ngoài vũ trụ sắp sửa sụp đổ, có thể giữ được phòng tuyến cuối cùng. So với những con cháu thế gia kia, ôi, không nhắc đến thì hơn. Ông Lão Thiên Tinh xua tay với đôi mắt ngập tràn vẻ thất vọng. Chương 4113 hình như ông cụ không phải người của thời đại này nhỉ, Tiêu Chính Văn có thể nhìn ra sự mỏi mệt. Càng có thể nhìn ra sự tuyệt vọng từ trong đôi mắt của ông Lão Thiên Tinh, thế nhưng trên người ông ta lại có một luồng khí tức tới từ viễn cổ. Ha ha, cậu Tiêu quả nhiên có con mắt tinh đời, tôi quả thực không tới từ kỷ nguyên của mọi người, lúc đó, thiên đế đang trong thời niên thiếu, giữa vùng ngoài vũ trụ và thế tục không có bất cứ sự ngăn cách nào. Năm đó, Khương Tử Nha có thể thành tiên chính là vì nguyên do này. Ông Lão Thiên Tinh ưu tư nói. Dường như đang hoài niệm lại thời đại mà mọi người bao dung lẫn nhau. Ồ, cũng có thể nói vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện không chỉ là để đế tuấn báo thù Chu Vũ Vương, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Ông Lão Thiên Tinh khẽ lắc đầu nói, đế tuấn thân là thiên đế thì sao lòng dạ có thể hẹp hòi như vậy? Vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện hoàn toàn là vì cơ phát câu kết với thế lực vùng ngoài vũ trụ, bán đứng thế tục. Lúc nào các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ biết trong thế tục có di tích long tộc thì việc xâm nhập vào thế tục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nên đế tuấn mới ngăn cách tất cả cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ, để sinh tồn, những cường giả khi trước không thể không đối kháng lại sự xâm phạm của cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, nói tới đây, ông Lão Thiên Tinh mặt mày ủ ê, không ngừng lắc đầu nói, nhà họ Khổng với nhà họ Mạnh đã câu kết với thế lực ở vùng ngoài vũ trụ. Theo như tôi được biết thì không ít người đều nhân cơ hội này để tới vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ có điều con đường dẫn tới thế tục không hoàn toàn được mở ra, vậy nên bọn họ nhất thời vẫn chỉ có thể ở lại vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không thì thế tục của hiện tại e rằng đã xảy ra đại loạn từ lâu rồi. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói, lẽ nào bao nhiêu năm trôi qua mà vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa từng xuất hiện nhân tài nào có thể kết thúc cuộc phân tranh này hay sao? Vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn hơn rất nhiều so với thế tục,
đáng lý nhân tài phải đông như kiến cỏ mới phải. Đương nhiên từng xuất hiện, chỉ có điều bọn họ đều bị thế lực vùng ngoài vũ trụ mua chuộc rồi. Giống như tên Khổng Tề Thiên mà cậu từng gặp, ông lão thiên tinh thở dài nói. Khổng Tề Thiên, Tiêu Chính Văn nghi hoặc nhìn về phía ông lão thiên tinh. Không sai, Khổng Tề Thiên, thật ra người mà cậu từng thấy chỉ là phân thân của ông ta. Theo như tôi được biết thì cơ thể thật sự của ông ta lúc này vẫn ở trong chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Ông lão thiên tinh vừa thốt ra lời này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hết sức kinh ngạc. Cái gì, phân thân của ông ta? Ông lão thiên tinh khẽ gật đầu, Khổng Tề Thiên thực thụ căn bản không ở vùng ngoài lãnh thổ mà phân thân trở về kia chỉ là để tranh đoạt vận khí của Hoa Quốc mà thôi. Thật ra tôi cũng từng nghe nhắc tới loại bí thuật này, thế nhưng nó đã thất truyền từ lâu rồi. Chương 4114 thứ gọi là hàng chục triệu phân thân giải khắp hàng chục triệu nơi, hàng trăm triệu phân thân trải khắp cả tinh hà. Chính là đang nói tới thuật phân thân này, thay vì nói là một loại trận pháp, chỉ bằng nói là một loại ảo thuật. Hoặc là nói, pháp thuật, những lời này của thiên tinh đã mở ra bí ẩn của hàng chục triệu năm về trước, nếu như những lời này của ông ta truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cho vùng ngoài lãnh thổ dấy lên những đợt sóng ngút trời. Bởi vì từ cổ chí kim cũng chỉ có Phật gia mới có từ gọi là phân thân, dù là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng chưa từng có ai thấy pháp thuật phân thân như thật kiểu thế. Cũng có thể nói, sự cấu kết giữa người nhà họ Khổng và người nhà họ Vũ là vì muốn tiêu diệt thế tục. Thế nhưng tại sao bọn họ phải làm thế, Tiêu Chính Văn giờ đã không chỉ còn là hận nhà họ Khổng nữa rồi. Loại người quên nguồn gốc, ăn cây táo rào cây sung thì căn bản không thể dùng một chữ hận là có thể hình dung. Chuyện này có liên quan đến chuyến đi tới Côn Luân Thiên Cung của Khổng Khâu. Thật ra nhà họ Khổng có quan hệ sâu sắc với Đế Tân, trước khi Cơ Thị lập ra Đại Chu, nhà họ Khổng là hậu duệ của Thương Thang. Sau đó vì Cơ Phát Nhân lúc Đế Tân không phòng bị bất ngờ tấn công Thương Thang nên mới dẫn đến việc Đế Tân tự thiêu mình. Từ đó nhà họ Khổng mới mai danh ẩn tích lẩn trốn đến nơi khác, thậm chí còn đổi họ của mình thành họ Khổng. Ban đầu đoạn lịch sử này đã bị lãng quên từ lâu nhưng Khổng Khâu lại nhìn thấy chuyện quá khứ trong Côn Luân Thiên Cung, thế nên mới muốn hủy diệt Cơ Chu. Đây cũng là lý do tại sao lúc ông ta sửa lại thư kinh lại muốn cắt bỏ nội dung trong đó. Nhưng người đời sau của ông ta lại đi chệch khỏi con đường này trở thành kẻ thù của cả thế tục. Cho nên mới có sau đó tất cả nho sinh đều có một đặc điểm chung, đó là bán nước, bán tổ quốc, đến vùng ngoài lãnh thổ, họ muốn bán cả thế tục. Cho đến khi người nhà họ Khổng bắt đầu tham dự vào chiến trường ở ngoài vũ trụ, họ thông đồng với các thế lực ở ngoài vũ trụ. Mà năm đời luân hồi của Khổng Tề Thiên cũng chết uổng phí năm đời, cũng không phải là năm lần tu luyện lại như họ nói. Mà là có năm phân thân, trước đó người đến thế tục chỉ là một trong năm phân thân. Nói đến đây, ông lão thiên tinh cũng không khỏi thở dài. Mặc dù ông ta đã sống cả nghìn năm nhưng lúc này ông ta đã dần đến cái tuổi ngọn đèn trước gió, không có khả năng thay đổi được gì. Hơn nữa cảnh giới của ông ta lại giảm xuống, bây giờ chỉ có thể đảm bảo được tu vi đại đế. Nhưng trong đại đế ông ta cũng thuộc vào nhóm người ở tầng đáy. Ngoài việc đến thế tục tìm kiếm hy vọng mới cho nhân gian thì cũng không có sức lực thay đổi được gì. Lúc này trên một ngọn núi cao lớn cách thành Thiên Đô hàng ngàn mét, mây bao phủ xung quanh như tiên cảnh. Trong hang núi cực lớn có một cung điện tráng lệ. Trong cung điện, một nhóm người áo đen ngồi vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi. Chương 4115 từng vầng sáng bao phủ xung quanh người đàn ông trẻ tuổi này như thể một vị thần tiên giáng trần. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tràn trề sự sống vì người đàn ông này. Người đàn ông rũ mắt xuống như thể ngồi nghiêm trang trên bảo tọa. Báo, bên thành Thiên Đô đưa tin tức về, một cao thủ ngoài vũ trụ đã giết chết Trần Thiên Cổ, một trong bốn đại trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực. Lúc này một người mặc đồ đen bay vào trên đại điện quỳ xuống trước mặt người đàn ông nói. Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt lên nhàn nhã nhìn ra ngoài hang núi. Ông ta đã biết rõ thân phận của tên hung thủ đó. Ông ta chính là Hồng Ấn Sư Huynh ở ngoài vũ trụ của Khổng Tề Thiên. Bản lĩnh này cho dù không phải là đại đế cũng không khác gì đại đế cả, người đàn ông đánh giá. Trong bề ngoài ông ta chỉ là một người trẻ tuổi nhưng thật ra ông ta vốn dĩ là đại đế cấp thành chủ nắm quyền một thành.
Mặc dù vùng ngoài lãnh thổ có khá nhiều đại đế nhưng người có thể ngồi vào chiếc ghế thành chủ với tư cách đại đế thì lại đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cấp bậc đại đế này là sự tồn tại đáng sợ nhưng dù sao ở trên đó cũng có cao thủ cảnh giới đế quân. Người có thể ngồi vào vị trí thành chủ với tư cách đại đế ngoài một vài thành trì nhỏ ở biên giới như thành Đại Phong Gia, muốn làm chủ mảnh đất trung tâm ở Đông Vực, nhất là thành phố lớn thì gần như không ai có thể ngồi vào vị trí đó. Chỉ riêng điểm này cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của người này. Ông ta là Trần Thiệp từng làm căn cơ của nước Đại Tần lung lay. Cũng chính là Trần Thắng mà thế hệ đời sau nói. Trong giả sử dân gian hay chính sử đều nói Trần Thiệp xuất thân từ dân thường nhưng thật ra không phải như thế. Trần Thiệp thật sự chính là quốc chủ của Trần Quốc vào thời kỳ Xuân Thu. Không chỉ không phải là dân thường, thậm chí thân phận và địa vị ở Chu Vương còn cao hơn cả quốc quân của nước Tần. Nhưng từ sau khi bị Hạng Vũ đánh bại, Trần Thiệp chạy trốn khỏi thế tục đến với ngoài lãnh thổ. Hơn nữa yên ổn có được thành Thiên Phủ gần ngàn năm, trong thời gian đó đã gặp được biết bao anh tài thiếu niên. Thành chủ, người này giết Trần Thiên Cổ, bên phía Thiên Cung Bắc Cực chắc chắn sẽ tranh luận với hắn, đến lúc Trần Thiệp không để người kia nói hết bèn lắc đầu. Nếu là Thiên Cung Bắc Cực vào 3 năm trước thì sẽ không bỏ qua chuyện này, dù sao ông Lão Thiên Tinh cũng từng là cường giả ngoài lãnh thổ, tiếc là bây giờ cảnh giới của ông ta đã giảm, thọ nguyên cũng đã tận. Đừng nói là Thiên Tinh, dù là tôi cũng lần đầu thấy thế giới lại có một nhân thần như thế xuất hiện. Đánh giá này của Trần Thiệp đã không chỉ là lời khen ngợi mà là sự cảm phục từ tận đáy lòng. Vì trước đó ông ta cũng từng gặp Hồng Ấn, chẳng qua là cảnh giới đế cảnh cấp 1, nếu đối mặt giết Trần Thiên Cổ thì cùng lắm chỉ có thể được xem là vượt cảnh giới. Mặc dù vượt cảnh giới càng cao thì độ khó càng lớn nhưng Giang Sơn có nhân tài, nhất là ngoài lãnh thổ rộng lớn thì nhân tài càng nhiều. Nhân tài như vậy không hề hiếm ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng xa hàng ngàn mét mà có thể giết một người chỉ với một kiếm thì lại cực kỳ lạ. Dù là Trần Thiệp hiện nay cũng phải phục bản lĩnh này. Đại đế Trần khiêm tốn quá, ngoài lãnh thổ các ông cũng lớp lớp nhân tài. Hồng Ấn như thể nghe được lời khen hơi quá của Trần Thiệp bèn truyền âm vào trong cung điện mà Trần Thiệp đang ở. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên và hoảng hốt. Vừa rồi giọng Trần Thiệp không lớn. Chỉ có bọn họ có thể nghe thấy thôi, thế mà Hồng Ấn lại có thể nghe được từng câu nói của Trần Thiệp khi ở cách đó hàng ngàn mét, đúng là không thể tin được. Ý ông chắc là Tiêu Chính Văn đó nhỉ, Trần Thiệp nhìn ra ngoài hang núi bình thản nói. Tiêu Chính Văn, chưa từng gặp, cũng khó nói lắm nhưng mong rằng có thể đánh với cậu ta một trận. Hồng Ấn cực kỳ bình tĩnh nói như thể đang nói đến một câu chuyện rất bình thường. Thế mà không phải là Tiêu Chính Văn. Trần Thiệp không khỏi cau mày, ngoài Tiêu Chính Văn thì hiện giờ ngoài lãnh thổ nào còn ngôi sao mới chói mắt nào như thế. Có thể nói thiên tài đứng đầu thành Thiên Đô Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ của nhà họ Mạnh hoàn toàn không lọt vào mắt Trần Thiệp. Ông ta nghĩ hai người này chẳng qua chỉ thổi phồng cho nhau, không có tài cán gì cả, càng không đảm nhận nổi cái danh thiên tài. Tôi muốn xin ông chỉ bảo, rốt cuộc là thiên tài nào mà có thể khiến ông đánh giá cao như thế, Trần Thiệp cũng bình tĩnh hỏi. Hai người cách không khí nói chuyện với nhau như gần trong gang tấc, cũng khiến mọi người ở đó ngạc nhiên không thôi. Nhưng hàng ngàn năm nay Trần Thiệp quả thật không nghĩ ra ai có được bản lĩnh lại khiến Hồng Ấn để ý đến thế. Vì ở cả ngoài lãnh thổ rất khó tìm được một thiên tài có thể so được với Hồng Ấn. Thật ra cách đây 1000 năm, tôi đã đến ngoài lãnh thổ và gặp được người này, chắc là chuyện của rất lâu về trước rồi, hơn nữa người này đã gia nhập vào sư môn của tôi. Hồng Ấn nhắc cho Trần Thiệp một câu. Nhưng thấy Trần Thiệp như thể vẫn chưa đoán ra được thân phận của người này, Hồng Ấn mới nói, trước đây nhà họ Khổng đã đưa ông ta vào chiến trường ngoài vũ trụ vì tài năng của ông ta, nhưng đến nay người này vẫn chưa về. Khổng Tề Thiên, trong đầu Trần Thiệp lóe lên bóng dáng của một người trẻ tuổi. Năm đó Khổng Tề Thiên quả thật có thể làm chấn động mọi nơi, nhưng từ khi ông ta đi khỏi ngoài lãnh thổ để đến chiến trường ngoài vũ trụ thì bật vô âm tín. Cũng từ đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người ở Đông Vực. Năm đó tôi từng đánh với ông ta ở chiến trường ngoài vũ trụ, nhưng tiếc là không phân được thắng bại, nhưng bây giờ ông ta đã tu thành thuật phân thân, mặc dù chưa đánh lại với ông ta nhưng nghĩ chắc tôi khó có thể so được với ông ta. Nói đến đây Hồng Ấn không khỏi cảm thấy hơi tê dại.
Mấy năm nay ông ta vẫn luôn tìm kiếm di tích của Long tộc, đã gần 1.000 năm không có tiến bộ gì lớn, nhưng Khổng Tề Thiên lại đang vất vả tu luyện ngày đêm, thậm chí đã có thành tựu lớn. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn cũng bưng tách trà lên nói với ông Lão Thiên Tinh, Khổng Tề Thiên quả là một nhân tài hiếm có, ít nhất cho đến giờ ông ta là người duy nhất thoát khỏi tay tôi. Mặc dù Tiêu Chính Văn chưa từng có ý muốn giết Khổng Tề Thiên nhưng Khổng Tề Thiên đúng là một trong các đối thủ khó lường nhất mà anh từng gặp. Nói giết ông ta nói dễ hơn làm, vài phân thân đều có thể trở thành bản chính, lại có thể như đuôi thạch sùng, có thể cắt đuôi trốn thoát bất cứ lúc nào, ông Lão Thiên Tinh nghiêm giọng lại nói. Tôi không nghĩ như thế, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Thuật phân thân chỉ có một đoạn nhỏ trong Thiên Sơn Thư Lục chứ không ghi chép chi tiết. Nhưng mỗi người có thuật phân thân tuyệt đối không thể chỉ đơn giản nhiều hơn người khác vài mạng sống. Bởi vì vài người có thuật phân thân từng được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục có tốc độ tu luyện thường gấp mấy lần người thường, thậm chí là mười mấy lần. Ồ, lẽ nào cậu Tiêu còn có cách nghĩ khác, ông Lão Thiên Tinh cau mày hỏi. Đương nhiên, một người có thể cùng lúc tu luyện y, đạo, võ, tất cả cảm ngộ của người đó lại có thể thành thạo, tốc độ tu luyện của người đó phải gấp mấy lần người bình thường. Nếu tôi là người đó, dĩ nhiên sẽ không lãng phí phân thân như vậy. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Nghe thế ông Lão Thiên Tinh bừng tỉnh nói, thảo nào mỗi lần xuất hiện ở ngoài lãnh thổ, Khổng Tề Thiên đều như đổi thành một người khác, thực lực mạnh đến mức dọa người. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, đó là điều đương nhiên, cho dù là võ thuật hay đạo thuật, người bình thường chúng ta thường chỉ có thể thông thạo một môn pháp, nhưng ông ta lại không như thế. Nếu có hai bản thân giống hệt nhau, cùng lúc tu luyện hai môn pháp, thì dù người bình thường vất vả cực nhọc thế nào cũng không thể đuổi kịp. Nói cách khác, cho dù là ông hay tôi thì người mình nhìn thấy chỉ là Khổng Tề Thiên thật, một phần trong đó mà thôi, chứ không phải là toàn diện của ông ta. Người này không thể xem thường. Lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đánh giá cao một người như thế. Nhưng nếu đúng như ông Lão Thiên Tinh nói thật, ông ta đã có đến 5 phân thân thì người này quả thật có thể được gọi là đối thủ mạnh nhất cho đến nay của Tiêu Chính Văn. Ông Lão, ông cố ý xuống núi vì tôi, gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy lời này chứ, Tiêu Chính Văn bỗng hỏi. Ông Lão Thiên Tinh mỉm cười nói, đương nhiên, đúng là tôi có việc cần nói với cậu Tiêu. Bây giờ Thiên Cung Bắc Cực đã suy tàn, không thể so được với hàng ngàn năm trước, nhìn bề ngoài Thiên Cung Bắc Cực vẫn luôn dựa vào nhà họ Khổng nhưng thật ra 3.000 năm trước nhà họ Khổng chẳng qua chỉ là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực mà thôi. Thiên Cung Bắc Cực cũng có trận thuật phân thân ngoài vũ trụ, chỉ là muốn tu luyện thành công còn khó hơn lên trời. Ánh mắt ông Lão Thiên Tinh sáng rực nhìn Tiêu Chính Văn. Ồ, Tiêu Chính Văn nhướng mày, hiểu được ý của ông Lão Thiên Tinh ngay. Sở dĩ Thiên Cung Bắc Cực chọn Vương Vũ là vì chọn tài năng của hắn, nhưng không chỉ đơn giản là vì muốn dựa vào danh tiếng và tố chất của hắn để khoe khoang thanh thế của Thiên Cung Bắc Cực, mà là muốn truyền lại thuật phân thân cho hắn. Hay nói cách khác, tu luyện thuật phân thân này vốn dĩ sẽ có rủi ro rất lớn. Cậu Tiêu, thật ra trận pháp này nằm trên đỉnh núi phía Bắc, nói rồi ông Lão Thiên Tinh giơ tay lên chỉ về hướng kia. Giữa sương mù mây mờ đột nhiên hiện ra một đỉnh núi cao quá tầng mây. Tiếc là hàng ngàn năm nay tôi và các sư huynh, sư đệ cũng chưa thể có cơ hội đi vào trong đó, hơn nữa hàng trăm thiên tài ngoài lãnh thổ đều chết ở nơi này. Có lẽ là khả năng lĩnh hội của chúng tôi quá kém cỏi, không thể hiểu được sự huyền diệu của thuật phân thân, nói đến đây ông Lão Thiên Tinh không khỏi thở dài. Từ hàng ngàn năm trước, ông ta đã lĩnh hội thuật phân thân, mặc dù có trận phổ hoàn chỉnh. Cũng có phần quan trọng của thuật phân thân, hơn nữa còn tập hợp được hàng trăm thiên tài ngoài lãnh thổ cùng tu luyện, nhưng kết quả lại thất bại. Đây mới là nền tảng thật của Thiên Cung Bắc Cực ư, Tiêu Chính Văn bông hỏi. Có thể nói như thế, thầy của tôi từng biến ra hai phân thân, nhưng đến đời chúng tôi, hai, ông Lão Thiên Tinh than thở, sắc mặt hiện lên vẻ hổ thẹn. Lẽ nào sau khi có được phân thân, thực lực của lệnh sư mới đột nhiên mạnh hơn? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Không sai, không chỉ là thực lực tăng vọt mà ngay cả tuổi thọ cũng hơn bất kỳ ai ở cùng cảnh giới, ông Lão Thiên Tinh cau mày nói. Thì ra là thế, Tiêu Chính Văn hiểu ra được mọi chuyện. Phân thân không đơn giản như trong truyền thuyết thần thoại đã nói, mà mỗi phân thân đều có tư duy của mình, cũng có tuổi thọ riêng. Đồng nghĩa với việc cùng lúc có vài bản thân hoàn toàn độc lập.
nhưng lĩnh ngộ giữa những phân thân này lại có thể liên thông với nhau, đây mới là điểm mạnh của phân thân. Nếu nói như thế cũng không khó giải thích tại sao Khổng Tề Thiên lại nổi danh ở ngoài lãnh thổ. Cơ thể chính của ông ta không thể chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Phân thân này chắc là do Khổng Tề Thiên biến ra để giành lấy thánh huyết đế tuấn. Thế nên đến nay Thiên Cung Bắc Cực chưa từng xuất hiện lại cao thủ tuyệt thế nhân gian, nhưng trận pháp này vẫn được truyền lại hoàn chỉnh. Nếu cậu Tiêu có hứng thú thì có thể đến xem thử. Tôi không mong cậu Tiêu sẽ gia nhập vào Thiên Cung Bắc Cực, chỉ hy vọng một ngày nào đó nếu cậu Tiêu có thể lĩnh hội được sự tuyệt diệu trong đó thì có thể tiếp tục truyền thừa cho Thiên Cung Bắc Cực. Ông Lão Thiên Tinh nói. Do dự một lúc, Tiêu Chính Văn mới gật đầu, được thôi, tôi sẽ nghe theo lời mời của ông cụ, dẫn đường. Thật ra lúc này ông Lão Thiên Tinh cũng chỉ muốn gặp chút vận may mà thôi. Dù sao mấy trăm thiên tài đều không thể lĩnh hội được, hơn nữa ai nấy cũng đều chết ở trong Thiên Cung Bắc Cực. Bây giờ bảo Tiêu Chính Văn đến đó, ông ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng trước mắt ngoài Tiêu Chính Văn quả thật không có lựa chọn thứ hai. Chỉ cần thuật phân thân có thể hiện thế thì tương lai Thiên Cung Bắc Cực cũng có hy vọng. Không chừng còn có thể vang danh, uy hiếp thiên hạ giống mấy ngàn năm trước. Thuật phân thân vốn dĩ là một đại sát chiêu. Cho dù là ai cũng không thể cùng lúc đối mặt với vài kẻ thủ giống hệt nhau, hơn nữa còn tâm linh tương thông. Nhất là cùng cảnh giới, thậm chí có thể giết trong tích tắc. Tin tức ông Lão Thiên Tinh sắp truyền lại bí thuật vô song của Thiên Cung Bắc Cực lại cho Tiêu Chính Văn cũng lập tức lan truyền trong Thiên Cung Bắc Cực. Hầu hết các đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đều đi đến ngọn núi phía sau. Dù sao hàng ngàn năm nay ngọn núi phía sau gần như là nơi cấm kỵ của họ, bất kỳ ai chưa được phép thì không được đến. Cho đến khi mọi người đến dưới chân ngọn núi cao lớn đó mới sửng sốt. Chỉ thấy trên bậc thềm bằng đá giữa núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng xóa. Có vài bộ quần áo đã mục nát hoàn toàn, còn một số vẫn có thể nhìn thấy quần áo. Trông có vẻ đều là người trẻ tuổi, không phải là người lớn tuổi. Dọc theo con đường nhỏ dẫn đến đỉnh núi, kéo dài không dứt, không nhìn thấy điểm cuối. Ôi trời, ngọn núi phía sau tại sao lại có nhiều hài cốt thế này? Có lẽ họ chính là người bỏ mạng ở nơi này vì bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực. Cái gì, bỏ mạng ở đây vì bí thuật sao? Nếu nói trước khi lĩnh hội được huyền cơ sẽ giảm tuổi thọ, dù muốn đi khỏi đây cũng đã muộn. Trong đám đông từng tiếng bàn luận vang lên. Lý Tử Dương nghe những người này bàn luận cũng thấy lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Mặc dù trận chiến với Vương Vũ đủ để chứng minh tài năng hơn người của Tiêu Chính Văn, nhưng không có nghĩa là khả năng lĩnh hội của anh sẽ cao hơn chủ nhân của hài cốt trên con đường nhỏ này. Ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn không thể thành công lại bị sự huyền diệu bí thuật Thiên Cung Bắc Cực hút vào, kết quả cuối cùng chỉ có thể trở thành một thành viên trong số những hài cốt này. Tiêu Chính Văn được ông Lão Thiên Tinh dẫn đi cũng đang đi lên dọc theo bậc thềm bằng đá, vừa đi ông ta vừa chỉ vào hài cốt trên đường, cậu Tiêu, đây là những thiên tài đã lĩnh hội ở đây trong hàng ngàn năm nay. Nhưng tiếc là họ không chỉ chưa thể lĩnh hội được sự tuyệt diệu trong đó mà ngược lại đã bỏ mạng ở đây. Tiêu Chính Văn nhìn cảnh tượng đầy sát khí trước mắt, cũng cảm thấy đau thương. Mặc dù chưa từng gặp những người này nhưng Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được từng thi thể đều là một sinh mệnh trẻ tuổi. Cho dù đến chết trên người họ vẫn còn ý chí không khuất phục. Cả đoạn đường đi cùng ông lão, đi đến trước một đại điện đã đổ nát hoàn toàn, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói, ông lão, nơi này là, nhưng ông Lão Thiên Tinh còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng đang vang lên từ đằng xa. Bí thuật tối cao của Thiên Cung Bắc Cực dung hợp với đạo trời. Cậu không hiểu đạo trời thì sao có thể lĩnh hội được huyền diệu trong đó. Vừa nói dứt lời, một ông lão tóc trắng lập tức bước ra từ bên trong cung điện đổ nát. Ông lão mặc đạo bào màu xanh hết sức giản dị, mái tóc lưa thưa, trên đỉnh đầu còn có một cây châm pháp. Mặc dù thoạt nhìn thì ông lão đã ở cái tuổi gần đất xa trời, thế nhưng khí tức khắp người thì vẫn cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn vượt xa so với ông Lão Thiên Tinh. Luồng khí tức khủng bố đó như ẩn như hiện. Nói lên rằng bây giờ khí tức của ông lão cũng không ổn định, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cảnh giới đế cảnh cấp 4 mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì ông ta đã chẳng thể tự xưng mình là đại đế nữa, dẫu sao thì bất cứ đại đế nào cũng không thể xuất hiện tình trạng khí tức bất ổn như vậy. Dù là ông Lão Thiên Tinh thì cũng chỉ là cảnh giới hạ cấp chứ không hề có chuyện khí tức bất ổn.
Đối với cao thủ đại đế mà nói thì đây cũng được xem như một chuyện đại kỵ. Dù gì cao thủ đế cảnh cũng đã có thể kết nối trời và đất, nếu như khí tức không ổn định thì cũng nói lên rằng thọ nguyên của người này sắp cạn kiệt. Thế nhưng nếu như so về tu vi thì chiến lực bây giờ của người này e rằng còn xếp trên cả ông lão thiên tinh. Sư đệ, ông lão thiên tinh khẽ gật đầu với ông lão. Bái kiến sư huynh. Ông lão nói rồi chắp tay vái ông lão thiên tinh. Rõ ràng ông ta là một trong số 4 trưởng lão lớn của thiên cung Bắc Cực. Trần Thiên Cổ trước đây có lẽ chính là đồng môn của hai người bọn họ. Bái kiến trưởng lão Thiên Nguyệt, rất nhiều đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực cùng đi tới đỉnh núi, đồng loạt chắp tay vái lại ông lão. Tôi nghe nói giao tình giữa trưởng lão Thiên Nguyệt và Trần Thiên Cổ cực kỳ tốt, không biết chuyện Trần Thiên Cổ bị đuổi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực có khiến cho trưởng lão Thiên Nguyệt cảm thấy bất mãn về Tiêu Chính Văn hay không? Chắc là sẽ không, trưởng lão Thiên Nguyệt gần như rất ít khi tới núi trước. Lại còn cắt đứt hoàn toàn với thế gian, một lòng chú tâm lĩnh hội bí thuật vô thượng của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, còn về ý nghĩ tầm thường như báo thù thì có lẽ đã bị ông ấy gạt bỏ từ lâu rồi. Không ít người đều âm thầm suy đoán trưởng lão Thiên Nguyệt có gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn hay không. Sư đệ, ta dẫn cậu Tiêu tới lĩnh hội thuật phân thân mà sư tổ để lại, vẫn mong đệ có thể tạo điều kiện, ông lão Thiên Tinh khẽ xua tay với Thiên Nguyệt, tỏ ý bảo ông ta nhường đường. Thiên Nguyệt nhíu mày, quan sát Tiêu Chính Văn một lượt, mặc dù trên mặt là vẻ bất bình, thế nhưng vẫn làm theo lời ông lão Thiên Tinh đứng sang bên cạnh. Mặc dù có sự thừa nhận của ông lão Thiên Tinh, thế nhưng theo trưởng lão Thiên Nguyệt thấy, Tiêu Chính Văn cũng chẳng mạnh hơn mấy đứa con cưng của trời đã bỏ mạng ở đây là bao. Dù gì người chết ở nơi này cũng đều là rồng phượng trong đám người ở vùng ngoài lãnh thổ, luận về khả năng lĩnh hội thì ai ai cũng đều là nhân tài mà trời phải ghen ghét. Còn về chuyện Trần Thiên Cổ vì Tiêu Chính Văn mà bị đuổi đi, trưởng lão Thiên Nguyệt căn bản chẳng chút bận tâm. Bây giờ, 4 người sư huynh sư đệ bọn họ đã như ngọn đèn dầu le lói, bọn họ đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu. Thế nhưng trước khi 4 sư huynh sư đệ bọn họ nhắm mắt, bất luận thế nào cũng phải tìm được ra một người truyền nhân cho pháp thuật mà sư tổ để lại, nếu không thì sao có mặt mũi xuống suối vàng gặp sư tổ bọn họ. Cái chết của sư đệ Trần chỉ có thể trách đệ ấy số mệnh không tốt. Chọc tới người không nên chọc vào, ta mong đệ có thể buông bỏ thành kiến, Thiên Tinh vừa sải bước tiến lên trước vừa dặn dò đầy sâu xa. Sư huynh nặng lời rồi, dù sư huynh Trần không chết vì tai nạn thì cũng có thể sống thêm được mấy ngày nữa. Mời sư huynh, trưởng lão Thiên Nguyệt trông cực kỳ bình thản thuận thế làm một động tác tay tỏ ý mời với ông lão Thiên Tinh và Tiêu Chính Văn. Mặc dù ngoài miệng ông ta rất khách sáo, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ hết sức khinh thường Tiêu Chính Văn. So với chuyện Trần Thiên Cổ bị giết thì ông ta lại càng bận tâm tới chuyện ông lão Thiên Tinh vì Tiêu Chính Văn mà đuổi Vương Vũ đi. Trên thực tế, Vương Vũ mới là tia hy vọng của người 4 người bọn họ, ngay cả ông ta cũng không hiểu nổi tại sao ông lão Thiên Tinh lại vì Tiêu Chính Văn mà dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng của 4 người bọn họ. Cậu Tiêu, mời, ông lão Thiên Tinh nói rồi làm một động tác tay tỏ ý mời với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa mới sải bước tiến lên trước. Thiên Nguyệt đã cười lạnh lùng nói, hy vọng cậu Tiêu đừng khiến cho chúng tôi phải thất vọng, nếu không thì chuyện của Vương Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Vừa nói, khí tức khắp người trưởng lão Thiên Nguyệt cũng đột nhiên biến đổi, một cỗ sát khí nồng đậm cứ thế lan tỏa ra. Thiên Nguyệt, không được vô lễ, ông lão Thiên Tinh nói rồi vung tay ra, một cỗ khí tức càng thêm cường đại xóa tan đi hết toàn bộ sát khí mà trưởng lão Thiên Nguyệt bộc phát ra. Nhìn ông lão Thiên Tinh dẫn Tiêu Chính Văn tiến vào trong cung điện, trưởng lão Thiên Nguyệt hừ một tiếng, không cam tâm nói, sư huynh, dù huynh dẫn cậu ta vào thì cũng có tác dụng gì. Chủ nhân của những bộ hài cốt bên dưới núi kia, có ai không phải cao thủ đế cảnh? Có ai không có khả năng lĩnh hội mạnh hơn cậu ta? Cậu ta chỉ ở cảnh giới nhân hoàng, làm sao có thể lĩnh hội được pháp môn uyên thâm như vậy? Ngay cả 4 sư huynh sư đệ chúng ta. Hàng nghìn năm nay bế quan lĩnh hội cũng chưa thể chạm tới được một chút thiên cơ, một tiểu bối như cậu ta sao có thể phá vỡ những điều đã ràng buộc cả nghìn năm nay. Và lại, nếu như mở cánh cửa đó cho cậu ta, ngay cả cảnh giới của sư huynh cũng không ổn định, lỡ như lúc này kẻ địch mạnh tới, Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta sẽ bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt ngay thôi. Mặc dù trưởng lão Thiên Nguyệt chưa tiến lên trước ngăn cản, thế nhưng những lời này lại từng câu từng chữ nói trúng điểm mấu chốt. 4 người bọn họ sử dụng hết thọ nguyên nhanh như vậy chính là vì trước đây đã vô số lần mở cánh cửa huyền diệu kia ra,
mà với cảnh giới bây giờ của bọn họ, có thể nói là mỗi một lần mở cánh cửa huyền diệu ra là đều đang đặt cược tính mạng. Thọ nguyên của bốn người có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào. Vì một tiểu bối ở cảnh giới nhân hoàng mà mạo hiểm như vậy, trong mắt trưởng lão Thiên Nguyệt thực sự không đáng. Dù thân chết đạo tiêu thì ta và đệ cũng phải sống cho xứng với sư tôn. Cả thiên cung Bắc Cực bây giờ chỉ còn lại ba huynh đệ chúng ta, nếu như trước khi chúng ta nhắm mắt mà vẫn chưa thể tìm ra được truyền nhân thì còn có mặt mũi gì mà đi gặp sư tôn nữa. Bây giờ, đệ và ta đã như ngọn đèn trước gió, cứ để cho ta mạo hiểm lần này đi. Lỡ như ta không thể bước ra ngoài thì thiên cung Bắc Cực phải nhờ vào sư đệ rồi. Ông lão Thiên Tinh khẽ ngẩng đầu thở dài một tiếng. Sư huynh, nhưng, thế nhưng lỡ như cậu ta. Không để cho trưởng lão Thiên Nguyệt nói hết câu, ông lão Thiên Tinh đã khẽ xua tay cắt lời, sống chết có số. Dù phải cược, vì sự kế truyền của thiên cung Bắc Cực thì đệ và ta cũng buộc phải mạo hiểm thử một lần. Sư huynh, huynh thật sự cho rằng cậu ta sẽ mạnh hơn Vương Vũ sao? Theo đệ thấy, người này ngay cả một ngón chân của Vương Vũ cũng không bằng. Mặc dù cảnh giới không phải là tất cả, thế nhưng một kẻ ngay cả cảnh giới cũng chẳng thể đột phá được thì khả năng lĩnh hội của cậu ta có thể tốt tới đâu. Sư huynh, theo đệ thấy, vẫn nên cử người đi tìm Vương Vũ về đi, đuổi tên này ra khỏi thiên cung Bắc Cực, tránh cho chúng ta phải bỏ mạng vô ích. Thiên Nguyệt đau đớn lớn tiếng gào lên với ông lão Thiên Tinh. Thế nhưng ông lão Thiên Tinh chẳng buồn để ý mà chỉ giơ tay lên chỉ điểm, một tia sáng lướt qua trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay sau đó, cơ thể của Tiêu Chính Văn đã biến mất trước mắt đám người. Nhưng khi cơ thể của Tiêu Chính Văn dần tan biến, ông lão Thiên Tinh lại trở nên già đi rất nhiều, ngay cả đôi mắt tỏ tường lúc này cũng đã trở nên vẩn đục. Sư huynh, không đợi trưởng lão Thiên Nguyệt lên tiếng, một tia sáng khẽ lóe lên, cơ thể của Tiêu Chính Văn lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của tôi, tên này căn bản không gánh nổi sự ủy thác của sư huynh, ngược lại còn đang lãng phí thọ nguyên của sư huynh. Người đâu, đưa tên này, Thiên Nguyệt chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn chỉ bình thản mỉm cười. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi đã xuất hiện. Chỉ thấy cơ thể của Tiêu Chính Văn đột nhiên trở nên hư ảo, vô số hư ảnh trùng điệp luân phiên, khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Thế nhưng một giây sau, bảy Tiêu Chính Văn trông y hệt nhau đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Không chỉ có trưởng lão Thiên Nguyệt ngơ ngác mà ngay cả mọi người xung quanh cũng há hốc mồm, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đây có lẽ chính là thuật phân thân nhỉ? Dường như không khó tới vậy. Tiêu Chính Văn nói, vô số bóng hình lại chồng khít vào nhau, sau đó sải bước đi tới trước mặt ông lão Thiên Tinh. Sau khi thất thần trong chốc lát, trưởng lão Thiên Nguyệt đột nhiên phá lên cười rất lớn. Dùng tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói, sư huynh. Đây chính là người mà huynh tìm về ư, chỉ là ảo thuật mà thôi, có ai không biết chứ? Nếu như nói đâu chính là thuật phân thân thì không phải chúng ta đã tinh thông đạo này từ lâu rồi hay sao? Còn cần phải cược tính mạng nữa, rõ ràng quá đỗi nực cười. Chương 4124 nghe thấy thế, ngay cả ông lão Thiên Tinh cũng phải cau mày. Quả thật. Sử dụng những trận pháp cơ bản nhất sẽ có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, trông như nhìn thấy 6, 7 hình ảnh phân thân, nhưng thật ra tất cả chỉ là phép che mắt mà thôi. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự dùng cách này để lừa gạt mình, thì thật là quá đáng. Cậu Tiêu, chuyện này không phải trò đùa đâu. Vẻ mặt của ông lão Thiên Tinh lập tức trở nên nghiêm túc hẳn ông à, đó không phải ảo thuật. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Không phải ảo thuật ư. Cậu thật sự cho rằng tất cả chúng tôi đều hoa mắt hay sao? Cậu vừa mới vào trong, còn chưa nhìn thấy tấm bia không chữ, mà đã có thể lĩnh ngộ thuật phân thân ư. Tiểu bối, cậu quá coi thường thiên cung Bắc Cực chúng tôi rồi. Trưởng lão Thiên Nguyệt nói đến đây, không giận mà cười, trên mặt như có đám mây đen. Cậu Tiêu, không biết cậu đã thấy tấm bia không chữ chưa? Ông lão Thiên Tinh cau mày hỏi. Chưa thấy, Tiêu Chính Văn hồn nhiên nói. Cậu Tiêu. Thật ra có một chuyện tôi chưa từng nói, nếu muốn lĩnh ngộ được thuật phân thân, thì nhất định phải thấy được tấm bia không chữ đó. Nếu ngay cả tấm bia không chữ mà cậu cũng chưa gặp, thì làm sao cậu Tiêu có thể lĩnh ngộ được chứ? Vẻ mặt của ông lão Thiên Tinh càng trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù ông ta rất xem trọng năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn, nhưng, nếu muốn lĩnh ngộ được, thì điều kiện tiên quyết là phải có khả năng giác ngộ. Ông à,
tấm bia không chữ đó thì có liên quan gì đến thuật phân thân chứ? Tại sao phải nhìn thấy tấm bia không chữ đó? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ khó hiểu. Ha ha, ông Lão Thiên Nguyệt ngửa mặt cười phá lên khi nghe thấy những lời này. Trên thực tế, tấm bia không chữ đó chính là trận phổ của thuật phân thân, không chữ như có chữ, không tức là có, đó là bản chất thực sự của Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi, còn không biết tấm bia không chữ là cái gì, đã dám hùng hồn nói rằng mình đã lĩnh ngộ được thuật phân thân, thật là nực cười. Tiểu bối, nói thật với cậu, tấm bia không chữ đó chính là pháp thuật của Thiên Cung Bắc Cực, vậy mà cậu lại dám nói rằng bản thân mình đã lĩnh ngộ được thuật phân thân sao? Thiên Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, thấp giọng chất vấn một cách không khách sáo. Lúc này, không ít những đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đang vây xem cũng đều gật đầu, ngay cả pháp thuật của Thiên Cung Bắc Cực còn không biết, thì làm sao có thể thấu hiểu được trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực chứ? Điều này là không thực tế như việc bạn tự tuyên bố mình đã tốt nghiệp đại học mà chưa từng đi học ngày nào vậy. Hơn nữa, cái khó nhất của Thiên Cung Bắc Cực chính là lĩnh ngộ tấm bia không chữ. Trên đường đi, trong số những thiên tài đã bỏ mạng, ai cũng ôm hận trong lòng chỉ bởi vì không thể hiểu được bí ẩn trong tấm bia không chữ. Chương 4125 cho dù là bốn trưởng lão đã trải qua hàng nghìn năm cũng chưa thể hiểu được, mà Tiêu Chính Văn lại tuyên bố rằng mình đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của Thiên Cung Bắc Cực, đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Tiêu Chính Văn cau mày nhìn Thiên Nguyệt một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một cách bất lực nói, chẳng lẽ đã trải qua nhiều năm như vậy, các ông cũng chưa thể lĩnh ngộ ra ý nghĩa thực sự của thuật phân thân. Hừ, bớt giả vờ đi, có bản lĩnh thì cậu nói phương pháp của thuật phân thân cho mọi người nghe đi. Đáng lẽ ra với thân phận và địa vị của trưởng lão Thiên Nguyệt không nên làm khó một tiểu bối như Tiêu Chính Văn như vậy. Nhưng người luôn được bốn người anh em bọn họ xem trọng là Vương Vũ, lại chỉ vì Tiêu Chính Văn mà bị đuổi đi cũng đã đành. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám giả thần giả quỷ ở trước mặt bọn họ, đúng là không thể tha thứ. Cũng được, vậy tôi sẽ cho các ông mở mang tầm nhìn, để các ông biết được những năm qua các ông đã sai như thế nào. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Ngay khi lời nói này vừa thốt ra, ngay cả ông Lão Thiên Tinh cũng nhìn về Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ họ đã làm sai trong suốt nghìn năm qua sao? Không thể nào, tiểu bối, cậu, sư đệ. Ông Lão Thiên Tinh lập tức ngăn Thiên Nguyệt lại trước khi ông ta kịp nói. Thiên Nguyệt quay đầu liếc nhìn ông Lão Thiên Tinh, lửa giận trong mắt ông ta hiện lên như thật. Sư huynh, cậu ta đang cười nhạo Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta. Chúng ta cho dù có ngốc đến đâu cũng không thể đi sai hướng ngàn năm như vậy. Cậu ta đang khinh thường Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta. Thiên Nguyệt vừa dứt lời, lập tức nhận được sự đồng ý của những đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù bốn đại trưởng lão vẫn chưa thể lĩnh ngộ thuật phân thân, nhưng, sự tu luyện của họ vẫn có đó. Tiêu Chính Văn chỉ mới là nhân hoàng mà lại dám chế giễu hai vị cao thủ cảnh giới đế cảnh, đúng là không thể hiểu nổi. Nếu cậu Tiêu thật sự đã lĩnh ngộ thì không ngại cho chúng tôi xem chứ. Ông Lão Thiên Tinh nghiêm mặt nói. Tiêu Chính Văn quay người lại, nhìn về phía cung điện đổ nát nói, thật ra, trận phổ thật sự nằm trong đó, chỉ cần phá hủy cung điện này. Các ông sẽ thấy thôi. Trong lúc nói, Tiêu Chính Văn vừa giơ tay, một luồng sáng vàng phóng ra ngoài. Ngay sau đó, cung điện đổ nát đột nhiên tỏa ra một luồng sáng yếu ớt, sau đó, không gian bên trong cung điện lộ ra ngoài. Mặc dù nhìn từ vẻ ngoài, trông nó giống như một ngôi đền nát, nhưng thật ra không phải vậy. Khi Tiêu Chính Văn giơ tay lên, phá đi lớp ngụy trang, bên trong lộ ra một cung điện nguy nga tráng lệ. Mà ánh sáng vàng trong tay Tiêu Chính Văn không hề tản ra, ngược lại còn ngưng tụ kiếm ý. Cậu Tiêu, ý cậu là trong cung điện này có càn khôn, ông Lão Thiên Tinh không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói. Cậu nói nhảm. Chương 4126 đây là điện tổ sư của Thiên Cung Bắc Cực, nơi có bao nhiêu tổ sư đã đạt được đại đạo, nếu cậu dám phá hủy cung điện lớn này, tôi sẽ không tha cho cậu. Trưởng lão Thiên Nguyệt vô cùng tức giận, chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến việc, tại sao mỗi một sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực đều lĩnh ngộ được huyền cơ ở đây sao? Chắc ông không cho rằng bọn họ sẽ giống như ông, ngu ngốc ngồi ở đó. Đương nhiên, ngộ đạo chủ yếu dựa vào hiểu biết, nhưng trước hết ông phải đắc ngộ mới được. Một tấm bia không chữ, một ngôi điện trống rỗng, cho dù là thiên tài nhưng đối mặt với không khí thì có thể lĩnh ngộ được gì chứ?
Sau khi nghe được những lời này của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt tức giận của Thiên Nguyệt lại càng thêm giận dữ, hét lên, cho nên phải tùy trình độ mới hiểu được. Tùy trình độ, trên thực tế, sự lĩnh ngộ của tất cả mọi người đều không phân cao thấp, chỉ là không giống nhau mà thôi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa bước ra một bước, kiếm ý trên tay anh đã rắn chắc, giống như một thanh dao trời, dựng cao lên trời. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn vung tay một cách mãnh liệt, một luồng kiếm khí uy nghiêm bắn ra ngoài. Nhát kiếm này thậm chí còn làm rung động đến uy thế của trời, mây mù và sấm sét cuộn trào, âm thanh rung chuyển toàn bộ ngọn núi phía sau. Cùng với nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn, ngay cả trận pháp bảo vệ núi trên ngọn núi phía sau cũng khẽ rung chuyển, chỉ lóe lên một luồng ánh sáng mờ nhạt rồi lập tức tan biến. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, ầm, toàn bộ đại điện đã sụp đổ trong nháy mắt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều há to mồm, nhìn vào cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó tin. Nếu nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn không như những gì anh nói, có được sự kế thừa vạn cổ, hay trận phổ của thuật phân thân, thì nó sẽ đồng nghĩa với việc xúc phạm tổ tiên có lịch sử lâu đời của Thiên Cung Bắc Cực. Không những bốn đại trưởng lão sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn, mà ngay cả mỗi một đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ liều mạng với Tiêu Chính Văn. Ngay thời khắc ngôi điện hoàn toàn sụp đổ, một luồng sáng vàng từ dưới nền đại điện bắn ra, sau đó, hàng vạn ánh sáng từ từ chiếu lên trời. Vào lúc này, toàn bộ ngọn núi phía sau hiện lên một cảnh tượng tốt lành. Những tia sáng vô tận bao trùm lấy toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực, nhất thời, cả trời đất sáng rực rỡ, bầu trời càng thêm mây mù. Vô số ánh hào quang chiếu rọi vào người của Thiên Cung Bắc Cực, tất cả mọi người đều được vây lấy bởi cảm giác thoải mái chưa từng có. Không chỉ Thiên Cung Bắc Cực, mà ngay cả toàn bộ thành Thiên Đô cũng được bao phủ bởi ánh hào quang vô tận này. Vào lúc này, ánh mắt của ông Lão Thiên Tinh lộ ra vẻ kinh hãi, ông Lão Thiên Nguyệt cũng sợ đến mức há hốc mồm. Hóa ra họ thật sự đã sai, còn sai một cách rất trầm trọng. Chương 4127 ngồi trong một ngôi điện rộng lớn mấy ngàn năm mà không hề biết rằng, huyền cơ thật sự lại nằm dưới nền sảnh của đại điện. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vẫy tay một cách thản nhiên, một trang của cuốn sách đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa xoay tay đã đưa cuốn sách trong tay đến trước mặt ông Lão Thiên Tinh. Ông Lão, đây chính là thuật phân thân mà các ông vẫn luôn muốn lĩnh ngộ. Trận phổ, pháp thuật, mật thuật đều được ghi chép ở đây. Thứ thuật huyền cơ này, sao có thể ngồi không để lĩnh ngộ chứ? Nhưng trưởng Lão Thiên Nguyệt có một câu nói rất đúng, các ông thật sự quá ngu dốt, Tiêu Chính Văn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trưởng Lão Thiên Nguyệt. Ngu dốt, vốn đây chỉ là lời nói tức giận của Thiên Nguyệt, nhưng bây giờ, ông ta lại không khỏi đỏ mặt. Không chỉ ông ta, mà ngay đến ông Lão Thiên Tinh cũng không ngờ rằng, trận pháp phân thân thực sự lại nằm ngay dưới nền của đại điện, có thể nói là với trong tầm tay, mà bọn họ, trong khi bọn họ lại ở đây lĩnh ngộ hơn ngàn năm nay. Thật sự khiến họ không thể nào phản bác được, là, lão già này ngu xuẩn. Tâm trạng lúc này của trưởng Lão Thiên Nguyệt không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Mấy năm nay, bọn họ đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, lại còn mất đi bao nhiêu thiên tài của vùng ngoài lãnh thổ, nhưng tất cả đều vô dụng. Đây không còn là vấn đề thể diện, nếu chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất của cả Đông Vực. Cậu Tiêu, vừa rồi là lão già này nói không lựa lời, nếu có gì xúc phạm, mong cậu Tiêu đừng trách. Thiên Nguyệt nói. Trong lòng không khỏi phục tùng cúi lạy trước Tiêu Chính Văn. Ha ha ha, không ngờ, chúng ta u mê hàng nghìn năm, lại chẳng bằng một lời nói của cậu Tiêu đấy. Ngược lại ông Lão Thiên Tinh lại ngửa mặt cười phá lên như chút được gánh nặng. Sự thật đúng là như vậy, chỉ cần lấy được trận phổ thật, vậy thì sau đó, Thiên Cung Bắc Cực sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới. Đến lúc đó, Thiên Cung Bắc Cực cũng có thể bồi dưỡng ra tầng tầng lớp lớp cao thủ. Đâu cần phải nhẫn nhịn cúi đầu với nhà họ Khổng. Cùng với việc luồng ánh sáng kia nhập vào trong cơ thể mọi người, ông Lão Thiên Tinh người trước đó gần như đã cạn kiệt sức lực, lúc này lại tràn đầy sức sống trở lại. Giống như trẻ ra hàng nghìn tuổi trong phút chốc, không chỉ một mình ông ta, ngay cả trưởng Lão Thiên Nguyệt, người mà cảnh giới trước đây không ổn định, cũng đã đứng vững ở cảnh giới đế cảnh cấp 4. Đệ tử môn khách của toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực đều tăng lên một cấp cảnh giới một cách không có căn cứ. Trên ngọn núi phía sau, cây cối vốn sắp khô héo cũng đồng thời tràn trề sức sống. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi, ai nấy đều không ngờ rằng,
chỉ với một cuốn sách lại có thể khiến Thiên Cung Bắc Cực thay đổi lớn như vậy. Sau khi hồi phục lại sinh lực, cảnh giới của ông Lão Thiên Tinh cũng tăng lên, trong nháy mắt, ông ta và trưởng Lão Thiên Nguyệt đều đã trở về trạng thái đại đế đỉnh cao. Lúc trước hai người bọn họ vì sắp hết thọ nguyên nên cảnh giới mới giảm xuống nhiều lần, nhưng hiện tại, đường ánh sáng kia lại mang đến cho bọn họ thọ nguyên vô tận, cảnh giới của bọn họ cũng theo đó mà khôi phục lại. Chương 4128 lúc này, toàn thân trưởng Lão Thiên Nguyệt phát ra vô số tia sáng, đến bộ râu sớm đã chuyển màu hoa dâm của ông ta cũng đen lại mấy phần. Áo quần thiên tinh trắng hơn tuyết, ánh mắt trở nên long lanh có thần trở lại. Dáng vẻ già nua trước đó biến mất sạch trong phút chốc. Giây tiếp theo, ông Lão Thiên Tinh lại thay đổi thành một người đàn ông trung niên, ánh sáng lấp lánh quanh người, vô cùng uy nghi. Loại cảm giác này khiến ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt vui mừng khôn xiết, đã rất lâu bọn họ không có được loại cảm giác thể lực sung mãn như vậy. Thậm chí bọn họ đã quên mất dáng vẻ lúc còn trẻ của mình, thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác từ rất lâu này một lần nữa. Sư huynh, huynh thực sự trở về thời trung niên rồi sao? Trưởng Lão Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía ông Lão Thiên Tinh. Ừ, nói một cách chính xác là khôi phục lại một phần thực lực rồi. Ông Lão Thiên Tinh gật đầu hài lòng, đáp. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đã nói rõ tất cả. Cậu Tiêu, tôi xin cảm ơn. Ông Lão Thiên Tinh nói, hai tay chắp lại, bái lạy Tiêu Chính Văn. Ông Lão, ông quá lời rồi, là tôi nên cảm ơn ông mới đúng. Tiêu Chính Văn vội vàng chắp hai tay lại. Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Trưởng Lão Thiên Nguyệt nói, cũng đồng thời chắp tay với Tiêu Chính Văn. Nào dám, tôi chỉ là hậu bối, không dám nhận hai chữ tiền bối này. Tiêu Chính Văn khiêm tốn nói. Đâu có, tu đạo không phân trước sau, người thông hiểu trước sẽ là thầy. Nếu không có cậu Tiêu chỉ bảo, mấy anh em chúng tôi đến nay cũng không biết trận phổ nằm ở đâu. Thiên Nguyệt bùi ngùi, nói. Mặc dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn kém xa hai huynh đệ bọn họ, nhưng sự lĩnh ngộ và nhãn lực của Tiêu Chính Văn lại cao hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, gọi Tiêu Chính Văn là tiền bối, trưởng Lão Thiên Nguyệt cũng không cảm thấy thiệt thòi. Hơn nữa, lúc này ông Lão Thiên Tinh cũng đã khôi phục lại cảnh giới đại đế, tu vi của tất cả mọi người ở Thiên Cung Bắc Cực cũng đều tăng lên một cấp, ân tình của Tiêu Chính Văn đối với Thiên Cung Bắc Cực, có thể nói là cao không với tới. Thiên Cung Bắc Cực đột nhiên xuất hiện khí tượng như cầu vồng, không chỉ chấn động cả thành Thiên Đô, đến cả Đông Vực Vũng đều cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Lúc này, Thanh Liên cũng đích thân dẫn theo vài người tỷ nữ đến Thiên Cung Bắc Cực để chúc mừng ông Lão Thiên Tinh. Ngay cả Mạnh Hồng Nho người luôn bế quan cũng có chút ngồi không yên nữa. Chỉ có những người cùng thế hệ với ông ta mới hiểu được căn cơ của Thiên Cung Bắc Cực sâu xa đến mức nào. Vốn dĩ, Thiên Cung Bắc Cực có ít cao thủ cảnh giới đại đế, hiện tại, hai người Thiên Tinh và Thiên Nguyệt đã trở về trạng thái cảnh giới đại đế đỉnh cao. Có thể nói, các ông lớn của cả thành Thiên Đô nhất thời đều đến để chúc mừng. Chương 4129 người đâu, truyền lệnh xuống, tối nay sắp xếp tiệc rượu ở Ngọc Phụng Lâu để chiêu đãi tất cả các vị, ông Lão Thiên Tinh căn dặn một tên đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Đêm hôm đó, toàn bộ Ngọc Phụng Lâu khách đến nườm nượp. Ông Lão Thiên Tinh ngồi ở giữa, Thanh Liên và Mạnh Hồng Nho cũng ngồi bên cạnh. Vào lúc này, ngay cả Đào Khiêm cũng không có tư cách ngồi ở phòng riêng thiên tự số 1 của Ngọc Phụng Lâu. Trong đại sảnh của Ngọc Phụng Lâu lại càng chật ních đệ tử của các môn phái và thế gia lớn, những người này đều đến Thiên Cung Bắc Cực để chúc mừng. Đặc biệt là người của nhà họ Lưu, nhà họ Khổng và Tề Thiên Thư Viện, gần như toàn bộ đều có mặt. Các đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đều được sắp xếp vào các phòng riêng cao cấp hơn. Lần lượt, hầu như tất cả mọi người của thành Thiên Đô đều đã đến. Nguyệt Nhu cũng đi theo Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ đến Ngọc Phụng Lâu. Chỉ là ba người bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng, thậm chí sắc mặt của Vương Vũ còn hơi tái nhợt. Nhát kiếm của Hồng Ấn đã mang đến cho ba người bọn họ một cú sốc vượt quá tầm hiểu biết, cho đến lúc này, bọn họ vẫn còn khiếp sợ sự kinh khủng của đòn đánh đó. Đặc biệt là Vương Vũ, hắn không thể lý giải được tại sao đường kiếm đó lại có thể quét qua nghìn dặm, âm thầm giết chết một cao thủ đế cảnh cấp 3. Vốn dĩ hắn ta còn tưởng rằng bản thân mình tài năng thiên bẩm khác thường, nhưng trước thì bị Tiêu Chính Văn đánh bại bằng một chiêu, sau đó lại được mở mang tầm bắt với đòn đánh sấm chớp của Hồng Ấn, lúc này, hắn ta sớm đã mất hết sự tự tin.
Tình hình của Mạnh Phi Vũ khá hơn một chút, có điều, lúc này vẻ mặt hắn cũng hết sức u ám, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Nhìn thấy ba người bọn họ đi tới, rất nhiều người trong đại sảnh đều đứng lên chào hỏi. Dù sao, tu vi của ba người bọn họ cũng rõ ra đó rồi, thế hệ trẻ tuổi mà có thể đạt đến cảnh giới đế cảnh, giống như lông phượng sừng lân. Tiêu Chính Văn có thể đánh bại Vương Vũ chỉ bằng một đòn, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng có thể làm được. Về phần Mạnh Phi Vũ lại càng không cần nói, truyền nhân của nhà họ Mạnh, cho dù đi đến đâu cũng có sự tồn tại như cao nhân cấp 1. Mà Nguyệt Nhu, mặc dù đã bị đuổi khỏi phủ thành chủ, nhưng dù sao mối quan hệ giữa cô ta với hai người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ cũng không phải bình thường. Nể mặt hai người này, mọi người cũng phải tôn kính gọi cô ta một tiếng sư tỷ. Vì vậy, những người trong đại sảnh không hề làm khó ba người bọn họ, ngược lại còn hết sức cung kính. Nguyệt Nhu, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới, Nguyệt Nhu không khỏi sững sờ khi nghe thấy có người gọi tên mình. Tiền bối hạ, khi Nguyệt Nhu nhìn thấy người đàn ông trung niên, cô ta vội vàng tiến lên cúi chào. Người đàn ông trung niên chính là người nhà họ Hạ của Tề Thiên Thư Viện, tên là Hạ Thiên Nhạc. Thế lực đằng sau Tề Thiên Thư Viện rất lớn mạnh, nhưng những người được gửi vào Tề Thiên Thư Viện đa số là hậu duệ của Đông Lâm Đảng năm đó, nhà họ Hạ cũng không ngoại lệ. Năm đó người suýt chút nữa phóng hỏa thiêu chết Hoàng đế Gia Tĩnh của Đại Minh chính là tổ tiên của Hạ Thiên Nhạc. Chương 4130 cũng vì điều này, Hạ Thiên Nhạc có địa vị rất cao trong Tề Thiên Thư Viện. Dù sao cũng là hậu duệ của người đã từng mưu sát hoàng đế, trong Khổng thị, ông ta càng được tôn sùng như một vị anh hùng. Tôi nghe nói cô bị đuổi khỏi phủ thành chủ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Nhạc thuận miệng hỏi một câu. Tiền bối hạ, chuyện này nói ra, đúng lúc này, mọi người trong đại sảnh đột nhiên nhao nhao chắp tay về phía cửa, đồng thanh nói kính chào anh Tiêu. Đám người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ nhìn thấy hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương, một trước một sau bước vào Ngọc Phụng Lâu. Tiêu Chính Văn chỉ gật đầu nhẹ với mọi người rồi đi về phía phòng riêng thiên tự số 1. Tiền bối hạ, chính là vì người này mà tôi mới bị bà đuổi ra khỏi phủ thành chủ. Nguyệt Nhu chỉ tay vào lưng Tiêu Chính Văn, nói. Hả, nghe thấy lời này, Hạ Thiên Nhạc cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ là ông ta còn chưa kịp gọi Tiêu Chính Văn lại. Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương đã bước lên cầu thang. Đứng lại, anh muốn đi đâu? Mạnh Phi Vũ vượt lên trước một bước, mở miệng chất vấn. Đương nhiên là đi đến phòng thiên tự số 1. Không chờ Tiêu Chính Văn nói, Lý Tử Dương đã cướp lời. Đến phòng thiên tự số 1 ư, các người cũng xứng sao. Ngay khi lời nói của Mạnh Phi Vũ vừa dứt, đám tay sai của nhà họ Mạnh lập tức chặn đường Tiêu Chính Văn lại. Thấy Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương bị người nhà họ Mạnh ngăn lại, Mạnh Phi Vũ chắp hai tay sau lưng, bước lên trước nói, cho dù anh là thiên tài trong số lứa trẻ cùng tuổi nhưng cũng không có tư cách để đến phòng thiên tự số 1 đâu. Bởi vì, người ngồi trong phòng thiên tự số 1 đều là những bậc lão làng của thế hệ trước như Thanh Liên và Mạnh Hồng Nho, xét về cả thân phận lẫn địa vị thì ngay cả Hạ Thiên Nhạc cũng không có tư cách đến gần căn phòng ấy. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả người như Mạnh Hồng Nho cũng hơi nhíu mày. Dù sao những người đã đạt tới cảnh giới như ông Lão Thiên Tinh đều có thể nghe ngóng tám phương, nhìn rõ tám hướng, sao bọn họ lại không biết ngoài đại sảnh xảy ra chuyện gì được chứ? Tiêu Chính Văn à, cứ cho là anh là kỳ tài hiếm gặp nhưng vẫn phải hiểu quy củ. Không có quy củ thì chẳng có gì ra hình ra dạng cả. Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng lời này vừa thốt lên thì không ít đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đều tỏ ra không được vui cho lắm. Đương nhiên, Mạnh Phi Vũ phách lối như thế là vì hắn cứ đinh ninh rằng Thiên Cung Bắc Cực vẫn còn khép nép dưới trướng nhà họ Khổng. Nhưng nay khác mai khác. Không lâu trước đó, ông Lão Thiên Tinh đã tỏ rõ thái độ của mình, sau khi Thiên Cung Bắc Cực tìm được người thừa kế thì sẽ không còn coi nhà họ Khổng làm chủ nữa. Nói cách khác, Thiên Cung Bắc Cực ngày nay đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Khổng. Mạnh Phi Vũ lại càng không có tư cách nói những lời này trước mặt Tiêu Chính Văn. Chương 4131 cậu chủ Mạnh à, ngại quá, hôm nay anh Tiêu đây là khách quý nên đương nhiên có đủ tư cách để đi vào phòng thiên tự số 1. Một người đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đứng dậy nói thẳng, giọng điệu lạnh lùng. Gì cơ, Mạnh Phi Vũ nghiến răng đáp, ý cậu là... Anh ta có tư cách ngồi cùng bàn uống rượu với chú tôi ư? Suy cho cùng, Mạnh Hồng Nho cũng là ông trùm một phương,
chỉ có ông lão thiên tinh của Thiên Cung Bắc Cực và Thanh Liên mới có thể ngồi ngang hàng cùng ông ta. Dù Tiêu Chính Văn được đi theo thì cũng chỉ nên đánh đồng với người cùng trang lứa, có chút danh tiếng mà thôi, trong mắt Mạnh Phi Vũ, anh không hề có tư cách để ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với những người như Mạnh Hồng Nho. Lúc này ở thành Thiên Đô, ngoài đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực thì những người khác đều quan sát Tiêu Chính Văn với ánh mắt dò xét. Thật ra bọn họ cũng nghĩ giống như Mạnh Phi Vũ, cho dù Tiêu Chính Văn đã đánh bại Vương Vũ nhưng cùng lắm cũng chỉ là xuất sắc nhất trong lứa người cùng tuổi, vốn không hề có tư cách để ngồi trong cùng một phòng với những nhân vật cấp cao như Mạnh Hồng Nho. Dù Mạnh Hồng Nho ít khi xuất hiện nhưng ông ta vẫn đủ để đại diện cho nhà họ Mạnh. Địa vị của người kế thừa của Mạnh Tử ở vùng ngoài lãnh thổ là cao siêu tuyệt đối. Chỉ bàn về địa vị cũng đã lấn át nửa phần Thanh Liên rồi. Nhân lúc này, Nguyệt Nhu cũng kể lại chuyện đã xảy ra khi trước cho Hạ Thiên Nhạc nghe. Ừ, đúng là hơi quá thật. Tôi, thành chủ Thanh Liên và tiền bối Thiên Tinh cũng coi như có duyên từng gặp gỡ một lần. Hôm nay tôi nhất định sẽ ra mặt giúp cô chuyện này. Hạ Thiên Nhạc chân thành hứa hẹn. Dù sao ông ta cũng là người của Tề Thiên Thư Viện, chỉ cần ông ta mở lời thì Thanh Liên hay ông lão Thiên Tinh cũng sẽ nể mặt. Tiền bối Thanh Liên, tiền bối Thiên Tinh, tôi là Hạ Thiên Nhạc, có lời muốn thưa. Chỉ vì một tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé mà đuổi Vương Vũ và Nguyệt Nhu ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực và Phủ Thành Chủ, hình như hơi quá đáng. Dẫu sao cậu ta chẳng qua chỉ là một thiên tài trong lứa người cùng tuổi mà thôi. Bàn về sức ảnh hưởng thì còn lâu mới sánh bằng Vương Vũ và Thánh Nữ Nguyệt Nhu. Hạ Thiên Nhạc ôm quyền, vái một vái với căn phòng thiên tự số 1. Ông ta vừa lên tiếng, trong lòng Nguyệt Nhu đã không nén nổi sự vui mừng. Chỉ cần có sự trợ giúp của Hạ Thiên Nhạc, cô ta không tin mình sẽ không sánh bằng Tiêu Chính Văn. Huống hồ, Hạ Thiên Nhạc không những đại diện cho chính bản thân ông ta, mà còn cả Tề Thiên Thư Viện. Cho dù Tiêu Chính Văn có đảm nhiệm vai trò nào thì sức nặng của anh trong lòng Thanh Liên cũng tuyệt đối không thể cao hơn Tề Thiên Thư Viện được. Ồ, lời này của cậu là có ý gì? Con người của ông lão Thiên Tinh chợt lóe lên tia sáng lạnh buốt, giọng điệu chất vấn không chút thiện cảm. Tôi cho rằng, chuyện này là do Tiêu Chính Văn không tuân thủ quy định, cho nên không thể để hai người Vương Vũ và Nguyệt Nhu gánh vác hậu quả được. Thế nên, tôi nghĩ Tiêu Chính Văn nên xin lỗi Vương Vũ và Nguyệt Nhu. Hạ Thiên Nhạc ôm quyền, cao giọng nói với ông lão Thiên Tinh. Chương 4132 không sai. Rõ ràng là do Tiêu Chính Văn gây sự trước, lúc này Vương Vũ cũng không cam lòng đứng mãi đằng sau, vội vã bước ra ngoài. Vốn dĩ, chi nhánh Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô sẽ được giao cho hắn quản lý, thế nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà hắn không thể leo lên, ngai vàng, lãnh đạo của Thiên Cung Bắc Cực, đã vậy còn bị ông lão Thiên Tinh đá ra đường. Sao hắn có thể nuốt giận được? Thanh Liên ngồi bên cạnh cũng không nói gì mà chỉ cau mày nhìn ông lão Thiên Tinh. Tôi cũng thực sự không hiểu nổi quyết định của hai người. Mạnh Hồng Nho nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Thiên Tinh và Thanh Liên nhìn nhau, sau đó vội vàng rủ nhau đứng dậy, ra ngoài đại sảnh. Nếu trong lòng mọi người cũng có hoài nghi, vậy tôi sẽ nói sơ qua một lượt. Thiên Tinh nhìn người trong sảnh. Lạnh lùng nói, cậu Tiêu đã tìm được truyền thừa thất lạc cả ngàn năm qua cho Thiên Cung Bắc Cực, chỉ mỗi điểm này thì địa vị của cậu ấy ở Thiên Cung Bắc Cực đã cao hơn bất kỳ ai. Kể cả tôi, Thanh Liên đứng bên tiếp lời, thật ra, các người rất nghi ngờ, rằng vì sao cậu Tiêu lại đột nhiên đến thành Thiên Đô đúng không? Sự thật là tôi chủ động ngỏ lời nên cậu Tiêu mới dành chút thời gian bận rộn của mình để ghé thăm thành Thiên Đô. Hơn nữa, tôi có thể nói với mọi người. Tôi mời cậu Tiêu đến là vì vận khí Thiên Đô ngày sau. Thanh Liên vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng khách đều hoảng hốt nhìn bà ta. Mời Tiêu Chính Văn đến để tranh đoạt vận khí thành Thiên Đô ư. Đúng là hành động không ai hiểu nổi. Ngay lúc này, không chỉ bọn họ không tin nổi vào tai mình, mà đến cả người của Thiên Cung Bắc Cực và Hạ Thiên Nhạc cũng biến sắc. Vận khí của thành Thiên Đô không chỉ có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với mỗi người, mà nó còn liên đới đến nhiều thứ sâu xa hơn. Đến cả Mạnh Hồng Nho cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện này, thế mà Thanh Liên lại giao chuyện quan trọng nhường ấy cho Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao Thanh Liên cũng là thành chủ của thành Thiên Đô, chỉ có một mình bà ta mới có thể đưa ra quyết định trọng đại đến vậy. Nói cách khác, Thanh Liên có quyền trao việc này cho bất kỳ ai, nhưng bọn họ thực sự nghĩ không ra. Bản thân thành Thiên Đô đã có hai thiên tài như Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ nhưng vì sao Thanh Liên lại không ngại xa xôi mà mời Tiêu Chính Văn đến?
Hẳn bây giờ mọi người đã hiểu rõ địa vị của cậu Tiêu rồi nhỉ, cậu ấy không chỉ có tư cách ngồi cùng một bàn với chúng tôi, mà thậm chí còn có tư cách ngồi ở vị trí trung tâm. Thanh Liên cố ý nói để mấy người nhà họ Mạnh nghe, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Mạnh Hồng Nho. Mạnh Hồng Nho cũng là người hiểu biết nhiều, tuy trong lòng không vui nhưng trên mặt lại không tỏ ra thái độ gì. Chương 4133 Thiên Tinh nhìn Vương Vũ nói, bây giờ chắc cậu đã biết vì sao tôi phải đuổi cậu khỏi Thiên Cung Bắc Cực rồi chứ. Tiền bối, tôi không hiểu. Vương Vũ vẫn không cam lòng. Được thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Thiên Cung Bắc Cực luôn xem chúng sinh bình đẳng, nhưng cậu lại ỷ vào việc mấy anh em chúng tôi coi trọng cậu mà phách lối ở Thiên Cung Bắc Cực. Mọi hành động việc làm của cậu Tiêu đều là để khiến cậu hiểu ra đạo lý chúng sinh bình đẳng, nhưng cậu lại luôn chống đối cậu ấy ở khắp mọi nơi. Cậu nói xem, Thiên Cung Bắc Cực lấy lý do gì để giữ cậu lại? Nói xong, ông lão Thiên Tinh lạnh lùng phất tay áo. Vốn dĩ ông ta không thích Vương Vũ là bởi Vương Vũ luôn ỷ mình giỏi mà kiêu căng, người như hắn không thể kham nổi trọng trách lớn lao. Thiên Tinh khiến cho Vương Vũ cứng họng không nói nổi lời nào, cũng không có câu nào phản bác. Thanh Liên đứng bên cạnh cũng nhìn về phía Nguyệt Nhu, nói cô thân là thánh nữ, lại ỷ mình tài trí hơn người, nhưng thực ra, rời khỏi phủ thành chủ thì cô lại chẳng là gì. Đuổi cô khỏi phủ thành chủ cũng là vì để cô nhận được bài học nhớ đời. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người ông lão Thiên Tinh và Thanh Liên. Còn Thanh Liên không thèm quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của người khác, bà ta quay lại, đưa tay ra hiệu với Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, mời lên lầu. Nhìn thấy hành động của Thanh Liên, không chỉ đám người Mạnh Phi Vũ và Nguyệt Nhu sửng sốt, mà tất cả mọi trong đại sảnh đều kinh ngạc đến mức ngẩn tò te. Cậu Tiêu, mời lên lầu. Ông lão Thiên Tinh cũng làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo với bọn họ, một tay để sau lưng đi lên bậc thang. Phía sau anh chỉ để lại những nét mặt kinh ngạc của mọi người. Chú Hạ, hy vọng chú có thể đứng ra làm chủ cho cháu. Nguyệt Nhu nhìn về phía Hạ Thiên Nhạc với vẻ mặt không cam tâm. Cái gì, Nguyệt Nhu, xem ra cô không phải là ngốc bình thường. Lúc này, đừng nói đến việc đứng ra làm chủ cho Nguyệt Nhu. Thậm chí ông ta còn bắt đầu lo lắng về những lời nói vừa rồi của mình có dẫn tới sự bất mãn của Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh hay không. Chuyện đã đến nước này, cô còn muốn đòi lại chỗ đứng từ phía Tiêu Chính Văn sao? Tôi thấy cô tốt nhất là nên loại bỏ ý nghĩ này đi, nếu không, hậu quả sẽ không phải là thứ mà các cô có thể gánh chịu. Hạ Thiên Nhạc nói với giọng lạnh lùng. Chuyện này liên quan đến tương lai của thành Thiên Đô, đừng nói đến việc đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Cho dù giết ngay tại chỗ cũng có thể làm gì. So với vận mệnh của cả thành Thiên Đô, Vương Vũ và Nguyệt Nhu căn bản không đáng để nhắc đến. Giờ phút này, ngay cả Hạ Thiên Nhạc cũng hận không thể tát vào mặt Nguyệt Nhu mấy cái, sao có thể giúp cô ta nói nữa chứ? Nếu ông ta còn dám nhiều lời, e rằng Thanh Liên sẽ không ngại xử lý ông ta. Vào lúc này, chọc vào Tiêu Chính Văn chính là hành động đi tìm cái chết. Chương 4134 nhưng... Chú Hạ, tôi đã nói rồi, bỏ những suy nghĩ đó của cô đi, nếu không, các người chỉ tự làm hại mình mà thôi. Thực ra, đuổi cô ra khỏi phủ thành chủ là đã khoan hồng cho cô lắm rồi. Nếu đổi lại là hơn trăm năm trước, Thanh Liên thậm chí sẽ dùng kiếm giết chết cô ở ngoài cửa phủ thành chủ. Hạ Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn là người mà ngay cả ông ta cũng không dám tùy tiện chọc vào, một đám trẻ con như Nguyệt Nhu lại dám đi khiêu khích Tiêu Chính Văn. Hạ Thiên Nhạc căn bản không thèm để ý đến Nguyệt Nhu đang đầy vẻ kinh hãi, đi thẳng lên trước đến dưới bậc thang, chắp tay cúi đầu về phía bóng lưng của Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, vừa rồi đã mạo phạm, mong cậu Tiêu rộng lượng tha thứ. Ngay cả Hạ Thiên Nhạc cũng chủ động cúi đầu nhận lỗi với Tiêu Chính Văn, trong đại sảnh lập tức rơi vào khoảng yên lặng chết chóc. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Nhạc cúi đầu nhận lỗi với một tiểu bối. Hai người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ bên cạnh đều nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ tức giận, siết chặt hai tay, nhưng bọn họ căn bản không dám có chút hành động quá khích nào. Mới mấy ngày trước, bọn họ vẫn đang là những đứa con của trời cao ngạo xa cách, hơn nữa, còn hưởng thụ những đặc quyền tối cao trong Thiên Cung Bắc Cực, thậm chí, bọn họ từng có lúc coi thường Tiêu Chính Văn. Lúc đó, bọn họ uy phong đến nhường nào, thế nhưng trong nháy mắt, ngược lại. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn Tiêu Chính Văn dùng bữa cùng bàn với đám người Thanh Liên, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa,
thậm chí đến tư cách đến bàn đó để nâng rượu chúc mừng cũng không có. Suốt dọc đường Tiêu Chính Văn đi đến phòng riêng thiên tự số 1 trên lầu, Mạnh Hồng Nho cũng quay đầu quan sát Tiêu Chính Văn rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối nét mặt vẫn rất ung dung thản nhiên, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ông Mạnh, trước đây giữa cậu Tiêu và Mạnh Phi Vũ có một số xích mích nhỏ, có điều, vì thành Thiên Đô, mong nhà họ Mạnh có thể dẹp bỏ mối hận thù cũ, cùng nhau nỗ lực. Thanh Liên nói với Mạnh Hồng Nho, thành chủ khách khí rồi, con trẻ khó tránh khỏi một số mâu thuẫn và xích mích, nhưng trước đại nghĩa, những thứ đó đều không đáng để nhắc đến. Mặc dù Mạnh Hồng Nho đầy vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại đang âm thầm cười khẩy. Bảo ông ta tha cho Tiêu Chính Văn ư, mơ đi, một hậu bối nhân hoàng cấp 9 lại dám không biết trời cao đất dày mà ngồi ăn cùng bàn với ông ta, đối với Mạnh Hồng Nho mà nói, điều này đã là một sự sỉ nhục lớn rồi. Chỉ riêng điểm này, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Thành chủ Thanh Liên, ông Thiên Tinh, tôi vừa nhớ ra một chuyện, chuyện trưởng lão Trần bị giết hại lúc trước, không biết hai vị nghĩ thế nào, có điều, tôi đã tự làm chủ, thông báo cho lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng rồi. Những lời này vừa thốt ra, ngay cả vẻ mặt của ông lão Thiên Tinh cũng thay đổi. Chương 4135 chuyện này vốn không liên quan đến nhà họ Khổng, hơn nữa. Thiên Cung Bắc Cực sắp tuyên bố ra ngoài rằng sẽ vĩnh viễn tách khỏi nhà họ Khổng, tự thành lập môn phái riêng. Thế mà lúc này, Mạnh Hồng Nho lại kéo nhà họ Khổng vào, rõ ràng là đang khống chế Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù Thiên Cung Bắc Cực đã tìm lại được lòng tin và truyền thừa, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn không có sức chống đối nhà họ Khổng. Ông lão Thiên Tinh nghĩ sẽ cố gắng dùng cách thức hòa bình để thương lượng với nhà họ Khổng. Nhưng nếu người nhà họ Khổng đến thành Thiên Đô mà Thiên Cung Bắc Cực còn tuyên bố tin tức trọng đại này với bên ngoài, thì chính là đánh vào mặt nhà họ Khổng. Đến lúc đó, ngộ nhỡ trở mặt với nhà họ Khổng thì có thể nói là tai họa ngập đầu với Thiên Cung Bắc Cực. Nhìn thấy ông lão Thiên Tinh nhíu mày không nói, Mạnh Hồng Nho biết rằng mình đã đạt được mục đích, lúc này mới đứng dậy chắp tay, nói các vị ăn ngon miệng, tôi còn có chút việc quan trọng cần xử lý, không thể ngồi lâu cùng mọi người được. Nói xong, Mạnh Hồng Nho bước ra khỏi phòng thiên tự số 1. Cho dù Mạnh Hồng Nho đi trước một bước, tỏ ra không nể mặt Tiêu Chính Văn, nhưng hôm nay, danh tiếng của Tiêu Chính Văn vẫn truyền khắp thành Thiên Đô. Hơn nữa, vì Mạnh Hồng Nho rời khỏi ghế trước nên một số người cho rằng đây là hành động nhận lỗi của Mạnh Hồng Nho với thành Thiên Đô và Thiên Cung Bắc Cực, chủ động nhường chỗ ngồi cho Tiêu Chính Văn. Trong một thời gian ngắn, tiếng tăm của Tiêu Chính Văn đứng đầu trong toàn bộ thành Thiên Đô. Nhưng Mạnh Hồng Nho đâu thèm để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, mục đích của ông ta đã đạt được, Tiêu Chính Văn cũng được, Thiên Cung Bắc Cực cũng thế, đương nhiên đều sẽ không thể sống yên ổn. Ngay cả Thanh Liên cũng sẽ không thể làm mưa làm gió được khi nhà họ Khổng nhúng tay vào. Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh đương nhiên hiểu rõ kẻ nham hiểm như Mạnh Hồng Nho, mỗi bước đi đều cân nhắc kỹ lưỡng, hôm nay ông ta lại không hề tức giận, thực ra đã báo hiệu cho một mối nguy lớn hơn sắp đến. E rằng thành Thiên Đô sẽ không yên ổn rồi. Ông lão Thiên Tinh đưa mắt tiễn bóng hình Mạnh Hồng Nho đi xa, khẽ thở dài nói. Hả, sao ông lại nói vậy? Tiêu Chính Văn hơi nghi hoặc, hỏi. Mạnh Hồng Nho này cực kỳ quỷ quyệt. Hôm nay ông ta bình tĩnh như vậy, rõ ràng không phù hợp với tính cách của ông ta. Điều này cho thấy trong lòng ông ta đang ẩn chứa một âm mưu lớn hơn. Thanh Liên cũng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hồng Nho, trầm ngâm bổ sung. Ông ta đang mượn tay nhà họ Khổng để bày bố thế cục sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Dù gì Thanh Liên mới là thành chủ của thành Thiên Đô, hơn nữa, ở thành Thiên Đô, Thiên Cung Bắc Cực cũng được coi là môn phái hàng đầu. Theo lý mà nói, hai người bọn họ hợp sức lại lẽ ra phải không sợ nhà họ Khổng mới đúng. Tuy nhiên, vào lúc này, trên mặt Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh lại mang theo vẻ buồn rầu. Cậu Tiêu, cậu không biết đấy thôi. Thế lực nhà họ Khổng cực kỳ đáng sợ, trước kia có thể cậu cũng đã từng tiếp xúc, nhưng đó chỉ là thế lực bên ngoài của nhà họ Khổng mà thôi. Người mà Mạnh Hồng Nho có thể liên lạc đều là thế lực nòng cốt của nhà họ Khổng. Chương 4136 ngay cả Bạch Khởi, người đã từng là thiên hạ vô địch, cũng phải nhún nhường nhà họ Khổng vài ba phần, chỉ riêng điểm này cũng không khó để thấy được sự đáng sợ của nhà họ Khổng. Ông lão Thiên Tinh thở dài, nói. Hả? Ngay cả Bạch Khởi cũng phải nhún nhường nhà họ Khổng vài ba phần ư. Tiêu Chính Văn cũng hơi tò mò. Dù sao, sau lưng Bạch Khởi là nhà họ Doanh,
anh cũng từng chứng kiến sự kinh khủng của Trương Nghi, nhưng đó cũng chỉ là một góc núi băng của thế lực nhà họ Doanh chứ không phải là toàn bộ. Có nhà họ Doanh chống lưng, Bạch Khởi còn phải sợ nhà họ Khổng ư? Bởi vì nhà họ Khổng có một nhân tài, không chỉ luyện ra bất tử kim thân thực thụ, mà bất kỳ trận pháp nào cũng vô hiệu với ông ta. Thanh Liên thở dài, nói. Việc này giống như đối phương mặc một chiếc áo chống đạn, đến cả đạn hạt nhân cũng có thể miễn nhiễm, mà bạn lại chỉ mặc một bộ quân phục bình thường, lúc hai bên đánh nhau liều chết, đến lớp phòng ngự của đối phương, bạn cũng không thể phá vỡ. Nhưng đối phương lại có thể bắn chết người. Cho nên, ngay cả Bạch Khởi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được nhân tài của nhà họ Khổng. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ Khổng có thể đứng sừng sững không đổ. Mặc dù Bạch Khởi là đệ nhất trên danh nghĩa nhưng thực tế lại chưa chắc. Thiên Tinh than thở, nói. Thực ra, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng vì sao năm đó Đế Tuấn lại bị Vương Thất nhà Chu đánh bại. Mặc dù lúc đó, người nắm thần kỹ này không phải là người nhà họ Khổng, nhưng hiện nay, nhà họ Khổng lại là truyền nhân duy nhất. Thanh Liên cũng lắc đầu than vãn. Mặc dù đây chỉ là tin đồn ở vùng ngoài lãnh thổ, có lẽ ngoài nhà họ Khổng, không có người thứ hai nắm được bí thuật này, nhưng ai dám đi xác nhận đây? Dù sao đây cũng chính là bí thuật khiến Đế Tuấn bị thương nặng. Ngay cả nhân vật lớn như Đế Tuấn đều không phải là đối thủ, vậy thì ai dám đi kiểm tra chân tướng của nhà họ Khổng đây? Mà bây giờ, nhà họ Khổng vươn tay đến Thành Thiên Đô, điều này sẽ khiến Thành Thiên Đô ngoài mặt thì sóng yên biển lặng, nhưng bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Ngay cả Thanh Liên cũng phải coi trọng thế lực này. Hơn nữa, Tề Thiên Thư Viện đã được thành lập ở Thành Thiên Đô hàng ngàn năm, nắm giữ mọi thứ về Thành Thiên Đô trong lòng bàn tay. Nói cách khác, nhà họ Khổng muốn gây nhiễu loạn cũng vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, giữa nhà họ Khổng và Tiêu Chính Văn còn có ân oán nhiều năm, bây giờ lại nhúng tay vào Thành Thiên Đô, sao có thể Tiêu Chính Văn đắc ý được? Bên kia, Mạnh Hồng Nho đã dẫn theo Mạnh Phi Vũ trở về nhà họ Mạnh. Sau khi bước vào cửa, trên mặt Mạnh Hồng Nho mở lộ ra vẻ tức giận. Chương 4137 chú, tại sao vừa rồi ở Ngọc Phụng Lâu chú không giết Tiêu Chính Văn? Với tình hình lúc đó, nếu giết Tiêu Chính Văn, ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên chưa chắc đã dám trở mặt với nhà họ Mạnh chúng ta. Lúc này, Mạnh Phi Vũ đang dâng trào khí huyết, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn không thể chấp nhận được hiện thực Tiêu Chính Văn dám dẫm lên đầu hắn ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, Mạnh Hồng Nho có thân phận gì? Đừng nghĩ ông ta chỉ là hậu nhân của nhà họ Mạnh mà lầm, nhưng nhà họ Mạnh lại là nhánh thứ hai của nhà họ Khổng. Những gì Mạnh Hồng Nho đại diện không chỉ là nhà họ Mạnh. Lúc Tiêu Chính Văn bước vào phòng Bao Thiên Tự số 1, ngồi cùng bàn ăn với Mạnh Hồng Nho, điều này đã xúc phạm đến tôn nghiêm của nhà họ Mạnh. Hừ, Mạnh Hồng Nho giễu cợt, cháu thật quá nóng nảy, cái gì cũng thể hiện trên mặt là biểu hiện của sự nông cạn. Người làm chuyện lớn đều là người không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mạnh Hồng Nho quay lưng về phía Mạnh Phi Vũ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Chú, lẽ nào ngay cả chú cũng sợ Tiêu Chính Văn sao? Với tư cách và lai lịch của hắn, ở Thành Thiên Đô này, chưa chắc đã có thể ngang hàng với cháu, chứ đừng nói là so sánh với chú, Mạnh Phi Vũ nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Sợ cậu ta ư? Mạnh Hồng Nho giễu cợt nói, Tiêu Chính Văn hiện tại còn chưa đạt đế cảnh, cho dù cậu ta đột phá lên đế cảnh thì đã sao? Ở trước mặt chú, cậu ta chỉ là con kiến mà thôi. Vậy, tại sao chú không ta tay? Mạnh Phi Vũ thật sự không hiểu nổi hành động của Mạnh Hồng Nho. Theo hắn thấy, hôm nay Mạnh Hồng Nho đã mất hết mặt mũi, hơn nữa còn phải rút khỏi bàn trước, điều này khiến hắn không thể lý giải nổi. Cháu đúng là hữu dụng vô mưu. Mạnh Hồng Nho liếc nhìn Mạnh Phi Vũ, lắc đầu nói. Chú chắc không phải vì thành chủ coi trọng Tiêu Chính Văn đâu nhỉ. Cho dù Thanh Liên coi trọng Tiêu Chính Văn thì cũng không thể vì một tiểu bối mà gây khai chiến với nhà họ Mạnh bất kể sự an nguy của Thành Thiên Đô. Mạnh Phi Vũ hoàn toàn không nghĩ đến cấp bậc của Mạnh Hồng Nho, vì khoảng cách giữa bọn họ là quá lớn. Vận khí Thiên Đô mới là quan trọng nhất. Sao có thể vì ân oán các nhân mà không phân biệt được nặng nhẹ, Mạnh Hồng Nho lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạnh Phi Vũ. Tên con hoang này thật sự không được thừa hưởng gen tốt của nhà họ Mạnh, ngay cả đầu óc còn ngu hơn cả lợn. Nếu không phải còn cần lợi dụng Mạnh Phi Vũ thì Mạnh Hồng Nho đã đánh Mạnh Phi Vũ một bạt tai luôn rồi.
Nếu như trước đây, Phủ Thành Chủ và Thiên Cung Bắc Cực đều ủng hộ nhà họ Mạnh chúng ta, chú đối xử với bọn họ tốt một chút thì còn có chút tình nghĩa. Nhưng bây giờ bọn họ đã nói rõ muốn từ bỏ nhà họ Mạnh chúng ta rồi, tại sao còn phải đối xử với bọn họ, ngu ngốc. Chương 4138 Mạnh Phi Vũ còn chưa nói hết câu, Mạnh Hồng Nho đã lạnh lùng cắt ngang. Nếu cháu là Thanh Liên hoặc ông Lão Thiên Tinh, cháu sẽ đưa hết vận khí Thành Thiên Đô cho Tiêu Chính Văn sao? Chưa nói đến việc giao cho cậu ta, mà còn lan truyền ra ngoài, lẽ nào sợ người khác không biết sao? Cháu nghĩ đầu óc Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh cũng ngu ngốc như cháu hả? Mau vứt hết những suy nghĩ rác rưởi trong đầu cháu đi. Vận khí của Thành Thiên Đô không phải ai cũng có thể nắm giữ. Không có tu vi đại đế, đừng nói là gánh vác vận khí Thiên Đô, mà chỉ cần chịu chút tác động cũng sẽ lập tức hóa thành tàn tro. Mà bây giờ Tiêu Chính Văn mới đạt đến cảnh giới gì? Trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ta có thể đạt đến cảnh giới đại đế sao? Có mà nằm mơ giữa ban ngày cũng không được, lẽ nào cháu nghĩ Thanh Liên cũng ngu ngốc như cháu sao? Sau khi bị Mạnh Hồng Nho mắng cho một trận, lửa giận trong lòng Mạnh Phi Vũ dịu đi ngay lập tức, hắn vội vàng cúi đầu nói nhỏ, vậy tại sao bọn họ vẫn ủng hộ Tiêu Chính Văn? Mạnh Phi Vũ thật sự không hiểu, nếu Tiêu Chính Văn đã không gánh vác nổi trọng trách này, tại sao Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh vẫn ủng hộ Tiêu Chính Văn, lẽ nào bọn họ điên rồi sao? Bọn họ nâng đỡ Tiêu Chính Văn là để chèn ép Mạnh Phi Vũ ư? Hừ, ngu ngốc, nếu ngoài mặt bọn họ không ủng hộ Tiêu Chính Văn, thì người bọn họ ủng hộ phía sau sao có thể lấy được vận khí Thành Thiên Đô? Mạnh Hồng Nho khẽ nghiến răng nói. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ông ta mà thôi. Bên phía Phủ Thành Chủ không hề có tin tức nào, yên lặng đến đáng sợ. Mà Vương Vũ cũng đã bị đuổi ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, Mạnh Hồng Nho cũng không thể đoán ra được ông Lão Thiên Tinh có kế hoạch gì. Nhưng chỉ cần thế lực nhà họ Khổng can thiệp vào thì chắc chắn sẽ phá vỡ được mọi kế hoạch của Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh. Đến lúc đó, nhà họ Mạnh thừa nước đục thả câu, chắc chắn sẽ đạt được thành quả gấp bội. Nếu có thể lợi dụng nhà họ Khổng, Mạnh Hồng Nho cũng không còn gì luyến tiếc. Suy cho cùng, học vấn lớn nhất của Nho học là làm thế nào mới để người ta chết còn mình sống, vì nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng có cùng một dòng dõi, nên càng phải so sánh xem ai thành công hơn. Gần đây, nếu không cần thiết thì đừng gây sự với Tiêu Chính Văn, trên Thánh hội Vạn Tông tự khắc sẽ có người xử lý cậu ta, Mạnh Hồng Nho lạnh lùng căn dặn. Vâng, mặc dù trong lòng Mạnh Phi Vũ không phục, nhưng hắn không dám làm trái ý Mạnh Hồng Nho. Thấy trên mặt Mạnh Phi Vũ vẫn có vẻ không can lòng, Mạnh Hồng Nho mới nói thêm, cháu yên tâm, nhà họ Khổng có mối thù sâu đậm với Tiêu Chính Văn, lần này, người nhà họ Khổng sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Chương 4139 cho dù cháu không ra tay thì người nhà họ Khổng cũng sẽ ra mặt. Có một số chuyện không cần phải đích thân làm, cháu phải động não, học cách mượn dao giết người. Cút, sau đó Mạnh Hồng Nho vung tay áo. Quát Mạnh Phi Vũ một cách mất kiên nhẫn. Vâng, cháu sẽ tuân theo lời dạy bảo của chú. Mạnh Phi Vũ nói xong liền cung kính lui ra ngoài. Lúc này, trên đường lớn của Thành Thiên Đô, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực lửa đang phóng nhanh về phía Thiên Cung Bắc Cực. Loại phương tiện giao thông hiện đại này thật sự không phù hợp với Thành Thiên Đô. So với xe ngựa trên đường, xe thể thao thật phù phiếm. Sau khi chiếc xe dừng lại, Lý Bạch và Long Ngao lần lượt bước xuống. Lý Bạch liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy. Vừa đánh giá hai người họ, vừa chế nhạo ôi, đây chẳng phải hai vị tiền bối của nhà họ Khổng sao. Thật trùng hợp, Lý Bạch có ý chỉ nói đến nhà họ Khổng mà không nhắc đến nhà họ Tư Mã, có ý hạ nhục Tư Mã Huy là tay sai cho nhà họ Khổng. Ông, nghe vậy, Tư Mã Huy vô cùng tức giận. Bọn họ chịu để Tiêu Chính Văn sỉ nhục vì bọn họ không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, nhưng Lý Bạch cũng sỉ nhục bọn họ thì thật quá đáng. Lúc Tư Mã Huy định động tay với Lý Bạch, Lý Tử Dương đi theo Tiêu Chính Văn cũng đã đến cổng Thiên Cung Bắc Cực. Cậu Tiêu, Long Vương, Lý Bạch và Long Ngao cùng chắp tay chào Tiêu Chính Văn. Lý Tử Dương liếc nhìn chiếc xe thể thao trước cửa, nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu. Anh định lái chiếc xe thể thao hiện đại này đi tham dự Thánh hội Vạn Tông sao? Có gì không ổn à? Lên xe đi, Tiêu Chính Văn nói xong liền mở cửa xe ngồi vào trong. Cậu Tiêu, chúng tôi, Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương còn chưa kịp nói xong,
Tiêu Chính Văn đã khởi động xe phóng vụt đi, hoàn toàn coi hai người họ như không khí. Anh Tiêu thật sự lái chiếc xe này đi tham gia Thánh hội Vạn Tông sao? Không ít đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực nhìn theo đèn chiếu hậu xe của Tiêu Chính Văn, thở dài nói. Chương 4140 Thánh hội Vạn Tông là thánh hội ở đẳng cấp nào? Dù là ông lớn của tông môn nào thì đều không thể ngồi trên một chiếc xe hơi đầy cảm giác hiện đại như thế tới tham gia. Trong mắt không ít người ở vùng ngoài lãnh thổ, mấy thứ hiện đại hóa đều bị gắn mác cấm kỵ. Mà Tiêu Chính Văn lại cứ phá vỡ quy luật, lái một chiếc xe thể thao tới tham gia, điều này rõ ràng khó mà tưởng tượng nổi. Anh Tiêu, anh định lái xe thể thao tới đó thật sao? Lý Tử Dương vẫn không dám tin lên tiếng hỏi. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự không có xe ngựa cao cấp thì anh ta có thể bỏ hết vốn liếng để thuê cho Tiêu Chính Văn một chiếc. Thật ra xe thể thao và xe ngựa không có khác biệt gì, thế nhưng đây lại là biểu tượng của thế tục, Tiêu Chính Văn lên tiếng nói. Thái độ của Tiêu Chính Văn cũng hết sức rõ ràng, từ khoảnh khắc này trở đi, bất cứ ai đều không thể coi thường thế tục thêm nữa. Lý Tử Dương cũng hiểu ra dụng ý của Tiêu Chính Văn rất nhanh, vậy nên cũng không nói thêm điều gì nữa. Dù gì Tiêu Chính Văn giờ đã như mặt trời đương buổi ban trưa ở thành Thiên Đô rồi, đừng nói anh lái xe thể thao tới, dù là đi bộ thì cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Dù gì tất cả mọi người cũng đã biết tới chuyện Tiêu Chính Văn ngồi chung bàn dùng bữa với Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh khi trước, có ai còn dám nhìn Tiêu Chính Văn với đôi mắt ngày xưa. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Long Ngao phía sau lưng, nói, sau này, Ngọc Phụng Lâu của thành Thiên Đô sẽ trở thành một cứ điểm của thế tục tại thành Thiên Đô, có thời gian thì cậu qua đó một chuyến, tu sửa lại một lượt. Long Ngao hơi ngơ ngác, lập tức hiểu ra dụng ý của Tiêu Chính Văn. Ý là khiến cho Ngọc Phụng Lâu mang phong cách hiện đại hơn một chút, nói cách khác, Tiêu Chính Văn đang muốn mang hơi thở hiện đại tới cho thành Thiên Đô. Từ đó tuyên bố thế lực của thế tục đã chính thức chiếm đóng tại thành Thiên Đô. Thuộc hạ hiểu rồi. Xin Long Vương cứ yên tâm, Long Ngao vội vàng gật đầu nói. Tới bây giờ, dù là thế tục hay là Điện Long Vương đều đã có tầm ảnh hưởng nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ. Đầu tiên là phía đế khư đã xây dựng nên hàng trăm tòa nhà cao tầng, nếu như còn xây dựng một tòa nhà chọc trời ở thành Thiên Đô, vậy thì quả thực có thể nói lên rằng sức mạnh của thế tục đã đủ để làm lung lay thế lực truyền thống ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, tốc độ khuếch trương thế lực này của Tiêu Chính Văn, ngay tới Long Ngao cũng phải cứng lưỡi. Bên phía thành Đại Phong vẫn đang xây dựng công trình thổ mộc, vậy mà cùng lúc này Tiêu Chính Văn lại chạy tới thành Thiên Đô để mở rộng địa bàn rồi. Với xu hướng như thế này, chẳng bao lâu nữa, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ trở thành phạm vi thế lực của thế tục Hoa Quốc. Xe thể thao lao vút đi, xoay một vòng bên trong thành Thiên Đô, sau đó mới lái lại về phía Thiên Cung Bắc Cực. Chương 4141 cùng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sét màu tím, mà trên bầu trời của Thiên Cung Bắc Cực lại đột nhiên bị mây đen bao phủ kín mít. Ngay cả ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt cũng bị tiếng sấm này làm cho kinh động, đồng loạt đi tới trước cửa chính của Thiên Cung Bắc Cực. Lúc này, mấy người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn vào chiếc xe thể thao đang đỗ trên quảng trường phía trước Thiên Cung Bắc Cực của Tiêu Chính Văn. Một lúc sau, ánh mắt của mọi người mới chuyển về phía ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa được trang hoàng hết sức xa hoa cũng chậm rãi tiến tới trước cửa chính của Thiên Cung Bắc Cực. Một ông lão được một nam thanh niên dìu đỡ bước xuống khỏi xe ngựa. Ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt nhìn thấy ông lão này thì đồng loạt tiến lên trước, chắp tay chào hỏi, bái kiến sư huynh. Hai sư đệ, từ lần ly biệt khi trước cũng đã 1000 năm rồi, không ngờ hai người vẫn còn nhớ tới tôi. Ông lão cười lạnh lùng quan sát hai người ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt. Sư huynh, huynh nói đùa rồi, huynh và tôi là đồng môn, chúng ta chỉ có 4 sư huynh sư đệ, hai người bọn ta sao có thể quên sư huynh được cơ chứ, trưởng Lão Thiên Nguyệt vội vàng tiến lên trước hòa giải. Năm đó sư phụ của bọn họ thu nhận tổng cộng 4 đệ tử, 3 người đầu tiên chính là Nhật Nguyệt Tinh, ông Lão Thiên Tinh xếp thứ 2, đại sư huynh chính là ông Lão Trục Nhật trước mắt. Sư đệ của chúng ta mất mạng mà mấy người còn chẳng buồn điều tra chút gì, vẫn còn mặt mũi gọi tôi một tiếng sư huynh sao? Ông Lão Trục Nhật lạnh lùng nhìn về phía ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt, trong ánh mắt ngập tràn vẻ sắc lạnh. Mặc dù bây giờ ông Lão Thiên Tinh đã nắm giữ Thiên Cung Bắc Cực, thế nhưng đối diện với lời của trách của sư huynh thì vẫn chỉ có thể cúi đầu nghe theo, không dám nhiều lời chút nào.
Ông lão Trục Nhật đã rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực từ 1000 năm trước, hơn nữa bây giờ còn về dưới trướng nhà họ Khổng, còn tiến vào đội ngũ nòng cốt của nhà họ Khổng. Đừng thấy ông lão Trục Nhật giống với Thiên Tinh đều có tu vi đại đế mà lầm, bên trong đại đế cũng phân cao thấp, ít nhất với thực lực bây giờ của ông lão Thiên Tinh mà nói thì căn bản chẳng thể phân cao thấp với ông lão Trục Nhật. Tôi nghe nói sư đệ bị người ta giết đều là vì mấy người đuổi đệ ấy ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, mà nguyên do cụ thể lại là vì một tiểu bối ở trong thế tục. Ông lão Trục Nhật càng nói càng trở nên lạnh lùng, đôi mắt già nua không ngừng liếc qua đám người, dường như đang muốn tìm tung tích của Tiêu Chính Văn. Sư huynh, chuyện này còn có ẩn tình khác, không hề giống như lời đồn, vẫn mong sư huynh ẩn tình. Năm đó sư tôn giao Thiên Cung Bắc Cực lại cho mấy người không phải để cho người ta tùy tiện sâu xé. Bây giờ sư đệ bị giết, nếu như chúng ta không thể báo thù cho đệ ấy thì còn có mặt mũi gì để sống trên đời này nữa. Nhớ lại Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta năm đó huy hoàng ra sao, bây giờ ngay cả sư đệ của ba người chúng ta cũng bị người ta giết, là Thiên Cung Bắc Cực suy tàn hay là thanh kiếm trong tay mấy người đã rỉ sét tới độ không cầm nổi được nữa. Chương 4142 dù đối phương là ai, chỉ cần dám ra tay với Thiên Cung Bắc Cực thì đều buộc phải trả giá. Còn cả mấy người, kẻ đầu tiêu gây ra chuyện này, gần ngay trước mắt, mấy người lại còn coi cậu ta như là khách quý. Ông lão Trục Nhật càng nói, sát khí trong mắt càng thêm dữ dội. Lần này không chỉ có một mình ông ta tới thành Thiên Đô mà mấy cao thủ của nhà họ Khổng cũng cùng tới theo. Chỉ có điều những người khác đã tới phủ thành chủ để thương lượng, chỉ có một mình ông ta trở về Thiên Cung Bắc Cực mà thôi. Sư huynh, được rồi. Không cần giải thích nữa, vào trong trước đã. Lát nữa sẽ tính sổ với mấy người. Ông lão Trục Nhật sải bước đi tới cánh cửa lớn của Thiên Cung Bắc Cực, vừa khéo nhìn thấy hai người Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương. Thấy hai người đều có tu vi đế cảnh, lúc này sắc mặt của ông lão Trục Nhật mới trở nên hòa hoãn hơn, nói có thể để cho hai cao thủ đế cảnh canh cửa cũng coi như không hạ thấp uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của hai người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy lập tức trầm xuống. Bọn họ trở thành người canh cửa cho Thiên Cung Bắc Cực từ lúc nào vậy? Thế nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ tu vi của ông lão Trục Nhật thì cũng chỉ đành cúi đầu trở lại. Ông lão Trục Nhật dẫn theo đám người đi vào bên trong Thiên Cung Bắc Cực. Khoảnh khắc này, cảnh sắc bên trong Thiên Cung Bắc Cực hết sức tráng lệ, từng luồng khí tức cường đại dâng cao, ngay cả hiện tượng thiên văn xung quanh cũng xảy ra dị biến. Ôi, nháy mắt mà đã nghìn năm trôi qua rồi. Rõ ràng giống như nằm mơ vậy, ông lão Trục Nhật nhìn đại điện của Thiên Cung Bắc Cực, hết sức cảm khái nói. Nơi này là chỗ mà bốn người huynh đệ bọn họ từng học tập, đương nhiên sẽ để lại không ít hồi ức tuổi thơ. Chỉ là bây giờ đã không giống với khi trước, sự huy hoàng của Thiên Cung Bắc Cực cũng chẳng thể quay lại. Bạn bè cũ của thành Thiên Đô, lẽ nào đều không hiện thân để gặp mặt sao? Ông lão Trục Nhật lớn tiếng gầm lên, cả thành Thiên Đô đều trở nên chấn động. Lúc này, bên trong khoảng sân nhà họ Phương, một cao thủ đế cảnh bay vút lên trời, cứ thế bay thẳng về phía Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù tu vi của ông ta không phải thượng thừa bên trong thành Thiên Đô, thế nhưng trong tay lại nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành Thiên Đô, bên trong thành Thiên Đô cũng coi như một nhân vật có máu mặt. Bên trong Tề Thiên Thư Viện, một người đàn ông trung niên ăn mặc như một nho sinh cũng bay vút lên trên hư không. Dường như ngoại trừ Mạnh Hồng Nho ra thì các ông lớn của thành Thiên Đô đều đồng loạt đứng dậy và bái kiến từ xa. Chương 4143 ngay cả Đào Khiêm cũng đích thân hiện thân, chân đặt trên luồng sáng tiến về phía Thiên Cung Bắc Cực. Khoảnh khắc này, không chỉ có bên phía phòng làm việc của thành chủ cử người đích thân tới Thiên Cung Bắc Cực chúc mừng, ngay cả trong thành Thiên Đô, tất cả thế lực lớn nhỏ đều cử ra những nhân vật có địa vị trong gia tộc đích thân tìm tới tận nơi. Từ đó có thể thấy tầm ảnh hưởng của ông lão Trục Nhật ở thành Thiên Đô lớn tới độ nào. Đào Khiêm bái kiến đại ca Trục Nhật, Đào Khiêm khẽ cười, chắp tay nói với ông lão Trục Nhật. Bái kiến đại trưởng lão, nho sinh của Tề Thiên Thư Viện cũng chắp tay nói với ông lão Trục Nhật. Bái kiến đại trưởng lão, ngay sau đó, đại diện nhà họ Phương cũng tiến lên trước chào hỏi. Tất cả những chuyện này thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Cung Bắc Cực đều sững sờ. Trong số những người tới chúc mừng kia, gần như ai ai cũng đều là ông lớn cả. Đặc biệt ngay cả kiếm thị Đào Khiêm của phủ thành chủ cũng đích thân tới, ngoại trừ Thanh Liên thì ông ta chính là nhân vật lớn thứ hai bên trong phủ thành chủ. Ngay cả ông ta cũng phải chắp tay chào hỏi,
vậy thì đây là nhân vật ở đẳng cấp nào? Đó không phải là phó viện trưởng Khổng Tử Dương của Tề Thiên Thư Viện sao? Người này thuộc dòng chính của nhà họ Khổng, dù hiện tại ông ta không có tu vi đại đế, thế nhưng ngay cả thành chủ Thanh Liên gặp ông ta cũng phải nể nang vài phần. Còn cả vị nhà họ Phương kia cũng không phải nhân vật tầm thường, tất cả hiệu buôn lớn nhỏ ở thành Thiên Đô đều nằm trong tay nhà họ Phương, người đó chính là nhân vật số một của nhà họ Phương ở thành Thiên Đô đấy. Thế hệ thanh niên trong Thiên Cung Bắc Cực càng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động tới nói không nên lời. Những nhân vật hàng đầu trước đây đều cực kỳ khó gặp mặt ở thành Thiên Đô, lúc này đều đồng loạt lộ diện, mặc dù bản thân Mạnh Hồng Nho không tới, thế nhưng cũng đã gửi lời chúc mừng từ nghìn dặm xa xôi tới cho ông lão Trục Nhật. Cảnh tượng lớn như vậy, ở trong thành Thiên Đô, dù là Thanh Liên đích thân tới cũng chưa chắc đã được như thế. Những người này, ai ai cũng giống như thiên thần hạ phàm, đồng loạt đáp xuống quảng trường của Thiên Cung Bắc Cực, còn ông lão Thiên Tinh và trưởng lão Thiên Nguyệt lúc này cũng đang cúi đầu đứng bên cạnh ông lão Trục Nhật. Người này rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả tiền bối Thiên Tinh cũng phải cung kính với ông ta như thế. Người này thật ra cũng là người của Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, chỉ có điều từ 1.000 năm trước đã tách khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Nghe nói sau khi ông ta rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đã về dưới trướng nhà họ Khổng, bởi vì có chiến lực hơn người nên mấy trăm năm trước đã được xếp vào hàng ngũ cốt cán của nhà họ Khổng. Không sai, ông ta là số ít những nhân vật không cùng họ có thể gia nhập vào đội ngũ cốt cán của nhà họ Khổng, ngay cả thành chủ của thành Thiên Đô cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Không ít thế hệ lão làng của Thiên Cung Bắc Cực đồng loạt lên tiếng giải thích. Chương 4144 thật ra hơn 1.000 năm trước. Nhân vật đứng đầu của Thiên Cung Bắc Cực không phải ông lão Thiên Tinh mà là ông lão Trục Nhật. Hơn nữa vào thời đại đó, Thiên Cung Bắc Cực vẫn chưa về dưới trướng của nhà họ Khổng, cũng chính vì ông lão Trục Nhật rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực nên mới khiến cho chiến lực của Thiên Cung Bắc Cực giảm sút nghiêm trọng. Dưới tình thế bắt buộc, Thiên Cung Bắc Cực buộc phải về dưới trướng nhà họ Khổng để được nhà họ Khổng bảo vệ. Mà bốn trưởng lão lớn của Thiên Cung Bắc Cực vốn dĩ chính là bốn huynh đệ bọn họ. Vì sự rời đi của ông lão Trục Nhật nên mới để trống ra một vị trí. Thế nhưng cả Thiên Cung Bắc Cực đa phần đều không vừa ý với trưởng lão nhiệm kỳ mới, vậy nên trên thực tế người quản lý Thiên Cung Bắc Cực vẫn là ba huynh đệ ông lão Thiên Tinh. Đây là chuyện mà tất cả đệ tử thuộc thế hệ lão làng của Thiên Cung Bắc Cực đều biết rõ. Một mình ông ta ảnh hưởng với vận mệnh của cả Thiên Cung Bắc Cực sao? Không ít đệ tử trẻ tuổi đều kinh ngạc lên tiếng. Đúng vào lúc này, Mạnh Phi Vũ cũng đứng trên luồng sáng tìm tới nơi, chắp tay chào hỏi ông lão Trục Nhật, tiền bối Trục Nhật, vãn bối Mạnh Phi Vũ của nhà họ Mạnh tới bái kiến. Ông lão Trục Nhật khẽ cười gật đầu, chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi nói, ừ, qua đó ngồi đi. Tiền bối Trục Nhật, Vương Vũ và Nguyệt Nhu cũng bước ra khỏi đám người, chắp tay chào hỏi ông lão Trục Nhật. Cậu chính là Vương Vũ phải không? Ông lão Trục Nhật nhìn về phía Vương Vũ hỏi. Vương Vũ không ngờ một nhân vật lớn như ông lão Trục Nhật lại biết tới tên của mình, trên mặt không khỏi ánh lên niềm vui, vội vàng gật đầu nói chính là vãn bối. Ừ, quả nhiên là một nhân tài. Ông lão Trục Nhật tán dương Vương Vũ một câu, sau đó quay đầu nói với ông lão Thiên Tinh phía sau lưng, tư chất của ba đứa trẻ này đều không tệ, theo tôi thấy thì cũng có thể thu nhận về môn hạ để củng cố thêm cho uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn cũng dẫn theo mấy người Long Ngao rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực để tới phủ thành chủ. Không phải Tiêu Chính Văn chủ động tìm tới mà là Tử Doanh phụng mệnh mời Tiêu Chính Văn tới. Cậu Tiêu, Thanh Liên khẽ cười với Tiêu Chính Văn, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói, mời ngồi. Tiền bối Thanh Liên việc gì phải khách khí như vậy, Tiêu Chính Văn chắp tay nói với Thanh Liên, sau đó thì ngồi xuống. Biến cố của Thiên Cung Bắc Cực hôm nay, tôi tin rằng cậu Tiêu cũng đã biết rồi. Có điều tôi hy vọng cậu Tiêu tuyệt đối đừng đắc tội với ông lão Trục Nhật. Thanh Liên cẩn thận dặn dò. Ồ, tôi chưa hề gặp mặt ông ta, tiền bối Thanh Liên sao phải nói lời này, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Thanh Liên với vẻ không hiểu. Mặc dù đã gặp ông lão đó ở trước cửa Thiên Cung Bắc Cực, dáng vẻ trông không tốt đẹp chút nào, thế nhưng bản thân chưa có bất cứ ân oán gì với ông ta chứ không cần nói là chủ động chọc tới. Chương 4145 người này chính là một trong số lãnh đạo cấp cao mà nhà họ Khổng cử tới, hơn nữa còn có những người khác cũng đã cùng tới thành Thiên Đô theo rồi, mặc dù bọn họ lấy lý do muốn báo thù cho Trần Thiên Cổ, thế nhưng Thanh Liên nhíu mày rất chặt, nói thế nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ rất có khả năng đến đây để nhắm vào cậu Tiêu.
Vậy nên để không cho bọn họ tìm được nguyên cớ, vẫn mong cậu Tiêu nhất định phải tăng cường đề phòng, đừng để người ta tìm ra được sơ hở. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói, không sao, cho dù là vì thể diện, việc đầu tiên bọn họ cần làm chắc chắn sẽ là tìm cao thủ vùng ngoài vũ trụ, nếu không còn ngày nào cao thủ vùng ngoài vũ trụ chưa bị diệt trừ thì bọn họ cũng không được yên ổn ngày đó. Có điều, theo như tôi thấy, bọn họ ở lại thành Thiên Đô có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nếu như thật sự đi tìm cao thủ vùng ngoài vũ trụ, e rằng chuyến đi này của bọn họ có đi mà không có về. Nghe tới đây, sắc mặt của Thanh Liên không khỏi biến đổi, ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ rồi, chỉ cần cao thủ nhà họ Khổng đi báo thù thì chắc chắn sẽ chết trong tay đối phương. Cậu Tiêu, nhà họ Khổng cũng có không ít cao thủ, mặc dù cùng có tu vi ở cảnh giới đại đế, thế nhưng đại đế thông thường, dù mấy người liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại được cao thủ của nhà họ Khổng. Thanh Liên nghi hoặc hỏi. Bà ta thực sự không hiểu suy đoán của Tiêu Chính Văn từ đâu mà có. Một nhát kiếm tùy ý của cao thủ vùng ngoài vũ trụ có thể giết chết Trần Thiên Cổ từ cách xa cả nghìn dặm, thực lực của hắn dù không tới đại đế thì cũng không kém hơn là bao. Thế nhưng vẫn còn một chuyện, thành chủ dường như không bận tâm, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Ồ, xin cậu Tiêu cứ nói, Thanh Liên chất vấn. Nhát kiếm đó giết chết Trần Thiên Cổ không phải là giả, thế nhưng trước khi Trần Thiên Cổ đầu lìa khỏi cổ, các vị có từng cảm nhận được chút khí tức dao động nào hay không? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Ôi, Thanh Liên nghe thấy câu này thì không khỏi hít sâu. Không sai, dù là đại đế ra tay thì cũng không thể nghe tới một tia khí tức dao động cũng không có. Điều này chỉ có thể nói lên rằng tu vi của người này có lẽ chưa tới đại đế, thế nhưng chiến lực lại cao hơn đại đế một bậc. Có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức, điều này nói lên rằng thực lực của đối phương vượt xa Trần Thiên Cổ, hoặc là nói đại đế cũng chưa chắc đã có thể làm được giống như hắn, giết chết một cao thủ đế cảnh cấp 3 không chút tiếng động. Với suy đoán này, thực lực của người này không phải là thứ mà tùy tiện mấy đại đế là có thể ứng phó được, Tiêu Chính Văn bình tĩnh phân tích. Vậy thì theo cậu Tiêu thấy, người này liệu có gia nhập vào trong cuộc tranh đoạt khí vận của thành Thiên Đô hay không? Thanh Liên tương đối nghiêm túc lên tiếng. Bà ta không có chút nghi hoặc nào với lời nói của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa thực tế quả thực cũng giống như Tiêu Chính Văn nói, chiến lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ kia đúng là có phần khủng bố. Chương 4146 theo tôi thấy, hắn không đến vì khí vận gì cả, từ vùng ngoài vũ trụ xâm nhập vào vùng ngoài lãnh thổ nguy hiểm tới độ nào. Mạo hiểm lớn như vậy để tới tranh đoạt một chút khí vận, vậy thì sức chịu đựng của các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ hơi nhỏ rồi nhỉ? Theo tôi thấy, hắn có khả năng đến vì di tích long tộc. Chỉ là vẫn chưa tìm được con đường thông tới thế tục, vậy nên bị nhốt lại vùng ngoài lãnh thổ. Mà sự thực quả thật cũng giống như Tiêu Chính Văn nói, Hồng Ấn hiện tại đúng là đang nghĩ cách để tới thế tục. Ông ta căn bản chẳng coi cái thứ gọi là khí vận của thành Thiên Đô kia ra gì. Chỉ cần tìm được di tích long tộc, khí vận gì đó căn bản đều chẳng đáng để nhắc đến. Nếu như thật sự là như vậy, e rằng sẽ chỉ kích động các thế gia lớn. Các cao thủ ẩn giấu trong thế tục sẽ xuất thế trước thôi, Thanh Liên thầm có dự cảm không lành. Ồ, cao thủ ẩn giấu của các thế gia lớn, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nhìn về phía Thanh Liên. Không sai, căn cơ của các thế gia lớn đều không hề đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài, ví dụ như nhà họ Võ, bọn họ vốn dĩ chính là hoàng tộc, sao có thể ngay cả một cao thủ đế cảnh cũng không có. Trước đây những thế tử kia thật ra đều vì nhận được tài nguyên từ gia tộc nếu mới có thể khoe khoang mà thôi, trên thực tế, thế tử thật sự vẫn chưa hề xuất thế. Mà những thế tử vẫn luôn ẩn mình đó mới là chiến lược thực thụ của các gia tộc lớn. Chỉ là một khi những người này nhập thế trước thì e rằng thành Thiên Đô cũng sẽ không còn được yên ổn nữa, Thanh Liên bất lực thở dài. Thấy Tiêu Chính Văn cũng trầm ngâm, Thanh Liên lại nói, cậu Tiêu, thật ra còn một chuyện nữa. Lần này Trục Nhật trở về có liên quan đến chuyện việc giết chết Trần Thiên Cổ. Hơn nữa chắc chắn ông ta đã nhận được tin tức, bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực đã tìm được nhưng ông ta chắc chắn khó có thể chiếm được từ chỗ Thiên Tinh. Dù sao 1000 năm trước, ông ta đã phản bội Thiên Cung Bắc Cực, mặc dù lúc đó ông ta rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đã từng bàn bạc với mấy sư huynh, sư đệ rồi mới quyết định, nhưng, hành vi của ông ta chẳng khác gì là phản bội Thiên Cung Bắc Cực cả. Bây giờ quay lại đòi bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực, con đường duy nhất e là chỉ có thể ra tay từ chỗ cậu. Thanh Liên nghiêm nghị giải thích. Thật ra Tiêu Chính Văn đã nghĩ đến điều này, thế là bình thản cười nói, không sao.
Trục Nhật nhắm vào người khác còn có khả năng, muốn ép Tiêu Chính Văn bằng cách đe dọa anh thì ông ta đúng là đã tính sai rồi. Cậu Tiêu, ở đây có vài đan dược được luyện chế từ trước của Thành Thiên Đô, tất cả có 150 viên, xin cậu Tiêu nhận cho, có lẽ sẽ dùng đến. Nói rồi Thanh Liên xòe bàn tay ra, một chiếc hộp gỗ tinh xảo xuất hiện trong tay bà ta. Dù sao phủ thành chủ của Thành Thiên Đô, đan dược tăng thêm về sức chiến đấu và cảnh giới không phải là vật hiếm. Chương 4147 hơn nữa nếu Thanh Liên đã đưa cho Tiêu Chính Văn dĩ nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ Tiêu Chính Văn. Có thể nói đây là một món quà rất hiếm có, mặc dù 150 viên đan dược không thể khiến Tiêu Chính Văn nhanh chóng đột phá, nhưng có thể khiến thực lực của Điện Thần Long có một bước nhảy vượt bậc về chất lượng trong thời gian ngắn. Cảm ơn! Tiêu Chính Văn chắp tay lại với Thanh Liên, sau đó nhận lấy đan dược trong hộp gỗ. Tiếc là phủ thành chủ không chưa có được khí vận thiên đô lần trước, nếu không còn có thể tặng cho cậu Tiêu mấy viên vận khí đan nữa. Thanh Liên khẽ thở dài. Vận khí đan khác với đan dược tăng thêm cảnh giới và sức chiến đấu, sau khi uống có thể làm tăng khả năng lĩnh hội, cũng có bước nhảy vọt về đạo cảnh. Tiếc là đan dược này cần phải luyện hóa cùng với khí vận mới được, mà lần trước khí vận của Thành Thiên Đô đã bị thế lực khác cướp mất, ngay cả phủ thành chủ của Thành Thiên Đô cũng không thể lấy được một phần. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lần này Thanh Liên chọn hợp tác với Tiêu Chính Văn, mặc dù trong phủ thành chủ cũng có cao thủ nhưng lại không có tài năng như Tiêu Chính Văn. Một thiên tài đều là nguồn tài nguyên quý hiếm với bất kỳ thế lực nào, hơn nữa trong cùng một điều kiện, chỉ có thiên tài mới có thể tạo ra kỳ tích. Lần trước Thành Thiên Đô đã bị thiệt về phương diện này. Một bên khác, mặc dù ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt đang cảm thấy thấy khó xử nhưng Đại sư Huynh đã mở lời, họ cũng không thể làm Trục Nhật bẽ mặt. Chỉ đành gật đầu nói, nếu Đại sư Huynh đã nói thế thì dĩ nhiên Vương Vũ có thể quay lại nhưng Nguyệt Nhu và Mạnh Phi Vũ, hai người họ cũng một lòng hướng về Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, có gì không thể chứ? Hơn nữa cậu Mạnh còn là người nhà họ Mạnh, gia nhập vào Thiên Cung Bắc Cực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ông Lão Trục Nhật sầm mặt nói, trước đây Thiên Cung Bắc Cực quả thật là dưới trướng nhà họ Khổng, nhà họ Mạnh và nhà họ Khổng lại cùng tông phái cùng cội nguồn, có thể nói Mạnh Phi Vũ đều có thể gia nhập vào Thiên Cung Bắc Cực bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ ông Lão Thiên Tinh đã có ý quay lưng lại với nhà họ Khổng, tự mình lập môn hộ rồi, dĩ nhiên sẽ không cam lòng thu nhận Mạnh Phi Vũ. Thấy ông Lão Thiên Tinh tỏ vẻ khó xử, ông Lão Trục Nhật nhíu mày nói, sao vậy? Lẽ nào ông còn muốn để chuyện của sư đệ Trần xảy ra lần nữa sao? Chuyện này, sư đệ Trần có lỗi trước, ông đuổi ông ta ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực, tôi cũng không có gì để nói nhưng ông không nên vì một người đến từ thế tục mà đuổi ông ta đi. Có điều, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không truy cứu nhiều, thế này nhé, ông gọi chàng trai đó đến đây gặp tôi. Ông Lão Trục Nhật nói bằng giọng không cho phép từ chối. Chương 4148 người thanh niên bên cạnh ông Lão Trục Nhật chậm rãi rời ánh mắt sang nhìn ông Lão Thiên Tinh. Người này trông có vẻ rất bình thường, nhưng vẻ chín chắn của hắn không phải là thứ mà thanh niên bình thường có thể so được. Hơn nữa ông Lão Thiên Tinh cảm nhận được khí tức nghiêm nghị từ trên người thanh niên này, như thể cả người hắn đều như một thanh kiếm sắc bén chưa được rút ra khỏi vỏ. Mà thanh kiếm này vừa rút ra khỏi vỏ đã có thể một kiếm chém trời. Thật ra thanh niên trước mặt này cũng là một trong những người trẻ của nhà họ Khổng. Dù ở cả Đông Vực, hắn cũng là một người kiêu ngạo tự phụ, dù là Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ cũng không có tư cách so sánh. Lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng cũng rất xem trọng thanh niên này, thậm chí có người nghĩ hắn sẽ trở thành Khổng Tề Thiên thứ hai. Sao vậy, ngay cả tôi cũng không có tư cách gặp cậu ta à? Ông Lão Trục Nhật thấy ông Lão Thiên Tinh im lặng không nói thì rất không vui hỏi. Sư huynh nói nặng lời rồi, tôi đi sắp xếp cho ông, ông Lão Thiên Tinh vội chắp tay nói với ông Lão Trục Nhật. Thật ra sở dĩ ông Lão Thiên Tinh do dự cũng là vì lo lắng Trục Nhật sẽ nhắm vào Tiêu Chính Văn vì chuyện của Trần Thiên Cổ nên mới chậm chạp không chịu đáp lời. Nhưng dù sao ông ta cũng là đại sư huynh của mình, nếu làm ông ta bẽ mặt thì khó tránh xảy ra mâu thuẫn giữa sư huynh, sư đệ. Suy xét hồi lâu, ông Lão Thiên Tinh mới đồng ý với yêu cầu của ông Lão Trục Nhật. Đích thân đến phủ thành chủ đón Tiêu Chính Văn. Khi mấy người Tiêu Chính Văn quay lại Thiên Cung Bắc Cực lần nữa, bên này đã sắp xếp xong bữa tiệc rồi. Thấy ông Lão Thiên Tinh dẫn Tiêu Chính Văn đến,
Ông lão Trục Nhật đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên nói, vị này chắc là Tiêu Chính Văn nhỉ. Khiến mọi người bất ngờ là ông lão Trục Nhật lại nở nụ cười rất hiền từ, thế mà lại không có ý định tính sổ với Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta càng như thế, ông lão Thiên Tinh càng cảm thấy lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Sang đây ngồi đi. Ông lão Trục Nhật chỉ vào vị trí trống bên cạnh mình vẫy tay với Tiêu Chính Văn. Ngồi bên trái ông ta là thanh niên của nhà họ Khổng đó, còn Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ lại ngồi bên cạnh thanh niên nhà họ Khổng, còn cười đùa nói chuyện với hắn. Nguyệt Nhu thường xuyên mời rượu thanh niên nhà họ Khổng đó, thậm chí đôi lúc còn liếc mắt với hắn. Đến khi Tiêu Chính Văn đến ngồi xuống vị trí trống, ông lão Trục Nhật mới gật đầu nói, quả nhiên là thiếu niên anh hùng tài năng. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng nụ cười bình thản, tiền bối quá khen. Ông lão Trục Nhật vuốt râu bỗng quay đầu sang nhìn Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ nói, hai cháu trai và cháu gái Nguyệt Nhu bỏ ly rượu xuống đi đã. Chương 4149 nghe thấy ba người vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên chắp tay với ông lão Trục Nhật. Tôi nghe nói trước đó ba đứa thường xuyên gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn, mọi người đều là đồng môn, cần gì phải như thế. Nể mặt tôi đây hôm nay ba đứa xin lỗi Tiêu Chính Văn đi. Kể từ hôm nay không ai được phép nhắc đến mọi ân oán trước đó nữa, nếu không đang có ý không nể mặt tôi. Nghe ông lão Trục Nhật nói thế, ba người đều sửng sốt. Theo lý thì ông lão Trục Nhật hẳn nên nhằm vào Tiêu Chính Văn mới đúng chứ, sao lại bảo ba người họ xin lỗi Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người. Thấy ba người chậm chạp không có ý xin lỗi. Sắc mặt ông lão Trục Nhật trở lên lạnh lùng nhìn ba người nói, sao thế? Ba đứa không muốn nghe lời của tôi sao? Thanh niên nhà họ Khổng ngồi bên cạnh ông lão Trục Nhật khẽ gật đầu với ba người tỏ ý họ cứ làm theo lời ông lão Trục Nhật. Vâng, tất nhiên chúng cháu phải nghe lời tiền bối Trục Nhật. Mạnh Phi Vũ là người phản ứng lại đầu tiên, sau đó Vương Vũ và Nguyệt Nhu cũng nhanh chóng làm theo. Anh Tiêu, trước đây đã đắc tội nhiều với anh, mong anh Tiêu đừng trách. Nói rồi Mạnh Phi Vũ bưng ly rượu lên mời Tiêu Chính Văn một ly. Vương Vũ và Nguyệt Nhi cũng lần lượt bước đến xin lỗi Tiêu Chính Văn theo Mạnh Phi Vũ. Tiêu Chính Văn, họ đã biết lỗi với những gì họ đã làm trước đó, mặc dù lúc đó tôi không có mặt ở đó nhưng tôi cũng không mong giữa đệ tử Thiên Cung Bắc Cực xảy ra mâu thuẫn. Mọi người đều là đồng môn, nên đoàn kết lại để đối phó với bên ngoài. Ngoài ra tôi nghĩ tố chất của ba người họ rất khá. Hơn nữa tôi nghe nói cách đây không lâu cậu mới lấy được bí thuật phân thân của Thiên Cung Bắc Cực, bây giờ đang là thời kỳ loạn thế, nói đến đây ông lão Trục Nhật híp mắt mỉm cười nói, Thiên Cung Bắc Cực suy tàn đến ngày nay là vì bí thuật bị thất truyền. Nếu mọi người đều là đồng môn, tôi nghĩ sẽ truyền lại bí thuật phân thân cho ba người họ, tôi tin với tài năng của ba người họ chắc chắn có thể vực dậy uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Nghe ông lão Trục Nhật nói thế, ánh mắt mấy người Vương Vũ sáng rực. Thầm cảm thấy vui mừng. Ông lão Thiên Tinh nhíu mày, quả nhiên đúng như dự liệu, đại sư huynh đến vì bí thuật phân thân. Nghĩ đến đây, ông lão Thiên Tinh không đợi Tiêu Chính Văn trả lời, đã đứng dậy nói, đại sư huynh, tôi thấy chuyện này không ổn. Ai cũng có thể nhìn ra được Trục Nhật rõ ràng đang muốn cướp bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực, cho nên mới bảo Tiêu Chính Văn truyền thuật phân thân cho Vương Vũ. Mà Vương Vũ cũng không được coi là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Mạnh Phi Vũ đến từ nhà họ Mạnh, Vương Vũ cũng là người của nhà họ Vương, còn về Nguyệt Nhu, cô ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bị phủ thành chủ bỏ rơi. Nghiêm túc mà nói, ba người bọn họ đều không có tư cách nhìn thấy bí thuật phân thân. Không ngờ sau ngàn năm, huynh trưởng của mình cũng kế thừa hoàn hảo mỹ đức của nhà họ Khổng, vì lợi ích của bản thân, ngay cả tổ tiên cũng có thể tùy ý phản bội. Chương 4150 Sư Đệ, lời này của đệ hơi quá đáng. Bí thuật phân thân vốn là bảo vật của Thiên Cung Bắc Cực, tại sao không thể truyền lại cho đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, ông lão Trục Nhật lạnh lùng chất vấn. Sư huynh, đệ xin nói thẳng, cả Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ đều không phải là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, lúc sư tôn còn sống đã nói, chỉ có đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực mới có thể học loại trận pháp này. Còn người ngoài, sư đệ, Thiên Tinh còn chưa kịp nói xong. Trục Nhật đã ngắt lời, để lo con cháu nhà họ Mạnh sẽ truyền lại thuật phân thân cho nhà họ Mạnh sao? Ai cũng biết đệ tử Nho gia đều là những người nhân từ chính trực, đạo đức cao thượng. Sao có thể thèm muốn những bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực? Hơn nữa Nguyệt Nhu cũng xuất thân từ phủ thành chủ,
lẽ nào đệ nói phủ thành chủ cũng nhòm ngó thiên cung bắc cực chúng ta sao? Nghe vậy, ông lão thiên tinh tức đến nỗi không nói nên lời. Tuy rằng đệ tử Nho gia đều hung ác, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nhân từ, chính trực, đạo lý, đương nhiên không thể nói thẳng những lời này. Hơn nữa thế lực của nhà họ Khổng vô cùng lớn mạnh, ai dám nói đệ tử nhà họ Khổng đều nham hiểm. Thấy ông lão thiên tinh không trả lời, ông lão Trục Nhật mới quay lại nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, cậu thấy chuyện này thế nào? Mặc dù trước đây các cậu có bất hòa, nhưng cậu Mạnh cũng đã xin lỗi cậu rồi, ân oán lúc trước đã qua, sau này mọi người vẫn là đồng môn. Nếu đã là đồng môn thì phải bồi dưỡng tình đồng môn, cậu cũng nên tỏ thành ý chút mới phải. Theo tôi thấy, hay là cậu truyền lại thuật phân thân cho ba người bọn họ đi. Càng nhiều người biết thì bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực sẽ càng phát triển. Như vậy thì Thiên Cung Bắc Cực cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại sự hưng thịnh. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, đây là chuyện tốt, cậu thấy có phải không? Tiêu Chính Văn mỉm cười, chậm rãi đặt ly rượu xuống, nói tiền bối nói đúng. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, càng nhiều người biết thuật phân thân sẽ càng có lợi. Thiên Tinh không ngờ Tiêu Chính Văn lại dễ dàng đầu hàng như vậy, liền quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, lắc đầu tỏ ý Tiêu Chính Văn không được đồng ý với yêu cầu của Trục Nhật. Tiêu Chính Văn dường như không nhìn thấy ám hiệu của ông lão Thiên Tinh, quay mặt sang một bên. Trục Nhật vui mừng nói, như vậy có nghĩa là cậu đồng ý với ý kiến của tôi rồi sao? Vậy còn đợi gì nữa, bắt đầu luôn đi, tôi thấy hôm nay là ngày đẹp. Ông ta nóng lòng hy vọng Tiêu Chính Văn sẽ lập tức giao cho bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng Tiêu Chính Văn lại giễu cợt, tôi nói truyền lại cho ba người họ lúc nào. Hả, Trục Nhật nhíu mày nói, chẳng phải cậu vừa nói càng nhiều người biết càng tốt sao? Tôi thấy, tư chất của ba người họ quá kém, còn không đủ tư cách nhìn thấy bí thuật, truyền lại cho tiểu đồng ngoài cửa còn mạnh hơn truyền lại cho ba người họ. Tiêu Chính Văn chế nhạo, chỉ vào tiểu đồng ngoài cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.